Phần 4. Dùng tiền và quản lý tiền. Kiến thức tài chính mà doanh nghiệp cần phải biết. 4.1. Kiến thức tài chính. Dễ dàng đọc hiểu bản báo cáo tài chính. Mở công ty mà không có kiến thức tài chính giống như một người không có quan niệm quản lý tài chính. Cho dù có được tài sản khổng lồ cũng sẽ nhanh chóng tiêu sạch hết. Tình trạng tài chính có thể nói như một tấm gương của doanh nghiệp, nhất là báo cáo tài chính. Từ báo cáo, người khởi nghiệp có thể biết được doanh nghiệp đã kiếm được bao nhiêu tiền, điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp, chỗ nào cần tăng cường cải thiện, chỗ nào cần triển khai mở rộng, dựa vào báo cáo tài chính để chỉ đạo vận hành doanh nghiệp, lập kế hoạch cho tầm nhìn của công ty. Vì thế, người khởi nghiệp nên biết xem báo cáo tài chính và biết cách sử dụng báo cáo tài chính. Thành phần của báo cáo tài chính được minh họa như hình sau. Bản báo cáo tài chính được hình thành nên từ 4 báo cáo lớn sau: báo cáo lợi nhuận, bản cân đối kế toán, bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu. Đọc hiểu được 4 loại báo cáo này giống như sở hữu đôi mắt nhìn xuyên thấu tình trạng tài chính của doanh nghiệp. Báo cáo lợi nhuận. Báo cáo lợi nhuận là báo cáo phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tại kỳ kế toán nào đó, thể hiện các nguồn thu nhập, chi phí tiêu dùng, chi phí đầu tư và tình trạng lợi nhuận của doanh nghiệp trong kỳ kế toán của doanh nghiệp. Qua đó, có thể trực tiếp biết được doanh nghiệp có lợi nhuận ròng hay không. Doanh nghiệp lấy lợi nhuận làm mục đích. Doanh nghiệp có lợi nhuận mới có thể nâng cao phúc lợi cho nhân viên, mở rộng quy mô kinh doanh, cải thiện hướng phát triển và điều chỉnh kế hoạch chiến lược cho doanh nghiệp. Lợi nhuận cũng là bước đầu tiên để giành lấy sự sinh tồn cho doanh nghiệp. Nó thể hiện năng lực vận hành của người kinh doanh. Báo cáo lợi nhuận được tính theo công thức: lợi nhuận bằng thu nhập trừ chi phí. Báo cáo lợi nhuận được tạo nên từ hai thành phần chính là bản mẫu và báo cáo chính. Bản mẫu gồm tên báo cáo, đơn vị biên soạn, thời gian biên soạn, đơn vị tiền tệ. Còn bản chính là phần chủ yếu nhất trong bản báo cáo lợi nhuận, cụ thể như hình dưới. 4.1.1 Báo cáo lợi nhuận. Từ bản trên có thể thấy được, báo cáo lợi nhuận được bao hàm bởi 5 mục lớn là thu nhập kinh doanh, lợi nhuận kinh doanh, tổng lợi nhuận ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Thu nhập kinh doanh. Thu nhập kinh doanh nghĩa là tổng số lợi nhuận kinh tế thu được trong quá trình kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, bao gồm thu nhập chính và những thu nhập khác. Trong báo cáo lợi nhuận, hạng mục thu nhập kinh doanh bao gồm giá vốn kinh doanh, thuế kinh doanh và phụ phí, chi phí bán hàng, chi phí tài chính, chi phí quản lý, thu nhập thay đổi giá trị hợp lý và thu nhập đầu tư. Lợi nhuận kinh doanh. Lợi nhuận kinh doanh là chỉ trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp. Thông qua việc bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp có được lợi nhuận là nguồn gốc chính mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Trong báo cáo lợi nhuận, hạng mục lợi nhuận kinh doanh chủ yếu bao gồm hai bộ phận là thu nhập ngoài kinh doanh và chi phí ngoài kinh doanh. Tổng lợi nhuận. Tổng lợi nhuận là chỉ số tiền thặng dư khi đã trừ đi các khoản chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh, phản ánh tổng số tiền lãi lỗ của doanh nghiệp trong kỳ kế toán nào đó. Khi tính toán tổng lợi nhuận, cần phải trừ đi các khoản thuế. Khi tổng lợi nhuận bị âm, nghĩa là thu nhập của doanh nghiệp thấp hơn chi phí đã bỏ ra, cũng có nghĩa là doanh nghiệp phát sinh lỗ. Khi tổng lợi nhuận lớn hơn không, nghĩa là thu nhập của doanh nghiệp lớn hơn tổng chi phí đã bỏ ra, nghĩa là doanh nghiệp có lời. Lợi nhuận ròng. Lợi nhuận ròng là chỉ lợi nhuận còn lại sau khi đã trừ đi tất cả các khoản thuế theo quy định, nghĩa là lợi nhuận sau thuế. Ở đây có dùng một công thức cơ bản: lợi nhuận ròng bằng tổng lợi nhuận trừ thuế. Lợi nhuận ròng là biểu hiện cho thành quả tốt xấu của việc vận hành doanh nghiệp. Lợi nhuận ròng cao nghĩa là thành quả kinh doanh tốt, hiệu quả tốt, và ngược lại sẽ là xấu. Thu nhập trên một cổ phần là một trong những chỉ số để xem xét giá trị của việc đầu tư doanh nghiệp, là chỉ số quan trọng phản ánh năng lực đạt lợi nhuận của doanh nghiệp. Nếu công ty chỉ phát hành cổ phiếu phổ thông, thế thì lợi nhuận của mỗi cổ phiếu sẽ là số tiền đã được trừ đi thuế. Tổng số cổ phần là tổng số cổ phiếu phổ thông được doanh nghiệp phát hành ra. Nếu công ty còn phát hành cả cổ phiếu ưu đãi, thế thì lợi nhuận của nó đạt được sẽ là số tiền thu được từ cổ phiếu phổ thông sau khi khấu trừ thuế và phí và ưu tiên lại cho cổ phiếu ưu đãi. 4.1.2 Bản cân đối kế toán.
bản cân đối kế toán là bản báo cáo tình trạng tài chính của doanh nghiệp trong thời kỳ cụ thể nào đó, bao gồm tài sản, nợ, quyền lợi, v.v. Dựa theo nguyên tắc số dư kế toán, tức là tổng tài sản của doanh nghiệp bằng nợ cộng vốn chủ sở hữu, phân chia tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu của cổ đông thành hai phần gồm tài sản và nợ và vốn chủ sở hữu của cổ đông. Sau đó, hoàn tất quy trình kế toán như chia nhỏ các hạng mục, phân loại chi phí, tính toán xong rồi thì dựa vào tình trạng vận hành doanh nghiệp để tóm tắt tất cả các con số vào một bản báo cáo. Thông qua bản báo cáo này, mọi người có thể nhanh chóng nắm được tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp. Dưới đây là mẫu bản cân đối kế toán. Có thể thấy bản báo cáo này được tạo nên từ bản mẫu và bản chính. Bản mẫu gồm họ tên, đơn vị lập bản, thời gian lập bản, đơn vị tiền tệ. Còn bản chính là chủ thể chính trong bản cân đối kế toán. Bản cân đối kế toán. Bản này được lập nên từ mối quan hệ giữa ba thành phần tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, dựa trên tiêu chuẩn và thứ tự nhất định, tiến hành phân tích tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp theo thứ tự trong giai đoạn nào đó. Từ bản mẫu có thể thấy được quy mô tổng thể và mối liên kết giữa ba yếu tố này. Tài sản là bao nhiêu, tài sản lưu động là bao nhiêu, các khoản phải thu, hàng tồn, tiền mặt trong tài sản lưu động là bao nhiêu, nợ là bao nhiêu, trong đó nợ ngắn hạn là bao nhiêu, khoản phải trả, hóa đơn phải trả trong một vay ngắn là bao nhiêu. Tài sản được tạo nên từ tài sản lưu động và tài sản cố định. Tài sản lưu động là chỉ sự biến đổi trong một chu kỳ kinh doanh. Tài sản bán ra hoặc được sử dụng bao gồm tiền mặt, tương đương tiền, tương đương vật. Thông thường, một chu kỳ kinh doanh là một năm. Mục này trong bảng bao gồm cả quỹ tiền tệ, hóa đơn phải thu, chi phí phải thu, hàng tồn, khoản trả trước, lãi phải thu, v.v. Tài sản cố định là tài sản mà doanh nghiệp sở hữu vì muốn đáp ứng nhu cầu sản xuất, cung cấp dịch vụ lao động, thời gian sử dụng hơn một năm, là tài sản phi tiền tệ có giá trị tiêu chuẩn nào đó, bao gồm quyền lựa chọn đầu tư dài hạn, công trình vật tư, công trình đang thi công, tài sản vô hình, chi phí trả chậm dài hạn. Nợ. Nợ là các khoản mà doanh nghiệp chưa thể thanh toán được cho các giao dịch hoặc hạng mục công việc trong quá khứ, là khoản nợ kinh tế mà doanh nghiệp cần phải thanh toán trước thời hạn nào đó, thời gian và phương thức hoàn trả được thỏa thuận trong hợp đồng được ký trước đó. Nợ được chia làm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Nợ ngắn hạn là khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả trong vòng một năm, bao gồm vay ngắn hạn, hóa đơn phải trả, chi phí phải trả, biên nhận tạm ứng, lương phải trả, phí phúc lợi phải trả, lợi tức phải trả, phải nộp, chi phí tích lũy và khoản vay dài hạn đáo hạn trong vòng một năm. Nợ dài hạn là khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả hơn một năm. Thông thường có khoản tiền phải trả khá lớn, có thời hạn thanh toán dài, bao gồm khoản vay dài hạn, trái phiếu phải trả, chi phí phải trả dài hạn, khoản đặc biệt phải trả. Vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu là phần tiền còn lại mà cổ đông được hưởng sau khi trừ hết các khoản thuế. Thông thường được tạo nên từ vốn thanh toán, dự trữ vốn, dự phòng thặng dư, lợi nhuận chưa phân phối. Vốn thanh toán là số vốn người đầu tư phải góp vào theo điều lệ, hợp đồng, hiệp định đã quy định trước đó cho doanh nghiệp. Nó khác với vốn điều lệ. Ngoài ra, dự trữ vốn, dự phòng thặng dư đều có thể chuyển thành vốn thanh toán. Vốn thanh toán bị giảm thông thường là do sử dụng vốn quá mức, doanh nghiệp bị lỗ nhiều. Sự điều chỉnh do công ty thực hiện vì muốn điều chỉnh kết cấu vốn được hình thành từ 3 nguyên nhân chính. Dự trữ vốn là khoản dự trữ được hình thành từ các khoản quyên góp, chiết khấu, phí bảo hiểm, định giá tài sản trong quá trình hoạt động kinh doanh. Dự phòng thặng dư là số tiền mà doanh nghiệp rút ra từ khoản lợi nhuận sau thuế, có khoản tích lũy sử dụng cho mục đích cụ thể. Thông thường có hai loại, thứ nhất là dự phòng thặng dư theo luật định, thu 10% lợi nhuận sau thuế và dự phòng thặng dư tùy ý, phải có được sự đồng ý của cổ đông. Phân chia lợi nhuận được tính bằng số lợi nhuận chưa được phân chia trong kỳ trước cộng với lợi nhuận ròng trong kỳ này, trừ đi số tiền lợi nhuận được phân bổ và số tiền sau khi được chia từ dự phòng thặng dư. Là lợi nhuận mà doanh nghiệp đã giữ nhưng chưa phân bổ, có thể giữ lại để phân bổ trong tương lai.
4.1.3 báo cáo lưu chuyển dòng tiền. Hoạt động kinh doanh thường ngày của doanh nghiệp luôn phải có sự hỗ trợ của dòng tiền, tính toán, nghiên cứu phát triển, sản xuất, bán hàng, sau bán hàng, đều cần có hậu thuẫn là tiền. Nếu ví tài sản như cơ thể của doanh nghiệp, thì tiền là máu trong cơ thể doanh nghiệp, là bộ phận linh hoạt và thực dụng nhất trong tài sản doanh nghiệp. Lưu chuyển dòng tiền phản ánh tài chính trong một chu kỳ. Tình trạng tăng hoặc giảm dòng tiền doanh nghiệp thể hiện năng lực sinh tồn và sự mạnh yếu của doanh nghiệp trong chu kỳ tài chính. Đồng thời cũng phản ánh doanh nghiệp có đủ tiền để thanh toán cho chi phí hoạt động kinh doanh hàng ngày không và có đủ chi phí để chi trả trong thời gian ngắn không. Nếu dòng tiền của doanh nghiệp quá ít, thế thì ở góc độ nào đó doanh nghiệp có thể bị đánh giá có thành quả và hiệu quả không tốt trong chu kỳ tài chính. Dưới đây là hình mẫu báo cáo lưu chuyển dòng tiền. Bảng lưu chuyển dòng tiền. Bảng lưu chuyển dòng tiền được hình thành từ bảng mẫu và bảng chính. Bảng mẫu bao gồm tên báo cáo, đơn vị lập bảng, thời gian lập bảng, số tiền. Bảng chính bao gồm dòng tiền phát sinh trong hoạt động kinh doanh, dòng tiền phát sinh trong hoạt động đầu tư, dòng tiền phát sinh trong hoạt động gây quỹ, tăng dòng tiền ròng, số dư, dòng tiền cuối kỳ. Dòng tiền hoạt động kinh doanh là nguồn tiền chính của doanh nghiệp, là yếu tố phản ánh chân thật nhất về thành quả vận hành của doanh nghiệp. Thông qua nó, có thể nhìn thấy được tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp. Dòng tiền hoạt động đầu tư là dòng tiền được hình thành nên với lý do nào đó, thông thường trong thời hạn 1 năm trở lên, bao gồm cả dòng tiền đầu tư dài hạn, mua sắm và xây dựng tài sản cố định. Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính là dòng tiền do quy mô vốn và nợ của doanh nghiệp bị biến động mà hình thành nên, bao gồm số tiền vay mượn và tiền đầu tư do thu hút được những người đầu tư. 4.1.4 Bảng thay đổi vốn chủ sở hữu. Tất cả bảng thay đổi vốn chủ sở hữu đều phản ánh tình trạng thay đổi của tất cả vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trong giai đoạn nào đó, bao gồm cả tình trạng tăng hoặc giảm. Thuộc báo cáo động, nó thể hiện cùng một ngày trong nhiều năm khoảng chênh lệch sau khi tổng tài sản doanh nghiệp trừ đi các khoản nợ, và đó chính là sự thay đổi trong vốn chủ sở hữu. Khi doanh nghiệp xuất hiện thặng dư hoặc vốn cổ phần tăng, vốn chủ sở hữu sẽ tăng. Khi doanh nghiệp xuất hiện lỗ hoặc khi phân chia cổ tức, vốn chủ sở hữu bị giảm xuống. Nguyên nhân vốn chủ sở hữu thay đổi ngoài vốn do cổ đông góp vào và dự trữ vốn, tích lũy kinh doanh của doanh nghiệp cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự thay đổi. Thông qua bảng báo cáo này, mọi người có thể thấy được tổng thu nhập của doanh nghiệp bao gồm các khoản lời và lỗ của các chủ sở hữu. Dưới đây là hình ảnh minh họa cho sự thay đổi vốn chủ sở hữu. Bảng thay đổi vốn chủ sở hữu. Bảng báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu thường được tạo nên từ 3 thành phần chính, gồm phần đầu, phần chính và chữ ký. Phần đầu trên hình gồm tên báo cáo, đơn vị lập báo cáo, thời gian lập báo cáo, đôi khi bao gồm cả đơn vị, nhân dân tệ. Phần chính thì phức tạp hơn, bao gồm vốn thanh toán hoặc cổ phần, chứng khoán, dự phòng thặng dư, vốn thặng dư, bảo lưu thặng dư, lợi nhuận chưa phân bổ. Chỗ ký tên nằm dưới bảng báo cáo, thông thường do quản lý, người phụ trách ký tên và đóng dấu. 4.2. Quản lý tài chính. Chuyện gì liên quan đến tài chính đều là chuyện lớn. Quản lý tài chính doanh nghiệp có từ cuối thế kỷ thứ 15, đầu thế kỷ thứ 16, tức là thời kỳ đầu của chủ nghĩa tư bản. Đó là thời kỳ tổ chức thương nghiệp bắt đầu nổi lên, cần doanh nghiệp dự tính số vốn cần thiết để tiện gây vốn. Nhưng vì chỉ làm với quy mô nhỏ nên vẫn chưa hình thành nên ngành nghề quản lý tài chính riêng biệt. Những năm 20 của thế kỷ thứ 19, cách mạng công nghiệp thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp cổ phần và chiếm vị trí thống lĩnh, khiến cho các phương thức và kênh gây vốn có sự biến hóa lớn, bước vào thời kỳ quản lý tài chính gây quỹ. Sau những năm 50 của thế kỷ thứ 20, đơn thuần chỉ dựa vào quy mô tài chính, gia tăng sản lượng không thể nào đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Nhiệm vụ cấp bách nhất đối với các doanh nghiệp là cải thiện việc sử dụng vốn. Vì thế, việc quản lý tài sản trở nên cực kỳ quan trọng trong giai đoạn quản lý tài chính. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khoa học công nghệ phát triển vượt bậc, đồng thời thị trường quốc tế tăng trưởng nhanh chóng, quy mô doanh nghiệp lớn trong thời đại mới đã xuất hiện. Nhưng chất lượng không đạt yêu cầu,
tạo ra hoàn cảnh đầu tư phức tạp, làm tăng rủi ro. Vì thế doanh nghiệp phải tránh rủi ro, chú trọng thu nhập đầu tư. Vì thế mà bắt đầu bước vào thời kỳ quản lý đầu tư. Sau nhiều năm phát triển, quản lý tài chính dần trở thành một chủ thể gồm dự báo tài chính, quyết sách, kiểm soát, phân tích. Hoạt động tài chính trọng điểm gồm quản lý gây vốn, quản lý tài sản, quản lý đầu tư, lợi nhuận phân bổ và chiếm vị trí ngày càng quan trọng. Quản lý tài chính là quản lý tài sản đầu tư, tài sản gây vốn, tiền vận hành, lợi nhuận chưa phân bổ với cùng một mục tiêu chung. Nói đơn giản, quản lý tài chính là quản lý hoạt động tài chính của doanh nghiệp, xử lý các mối quan hệ tài chính. Mục đích chủ yếu của quản lý tài chính là thực hiện 4 tối đa hóa. 4.2.1 Quản lý tài sản. Quản lý tài sản là người quản lý tài sản sử dụng tài sản của khách hàng theo quy định hợp đồng quản lý tài sản, ví dụ như chứng khoán đầu tư, cổ phiếu, mục đích là để làm tăng tài sản có sẵn. Quản lý tài sản doanh nghiệp cũng như thế. Quản lý tài sản doanh nghiệp chủ yếu là giải quyết vấn đề bằng thông tin hóa, ví dụ như thông tin hóa các doanh nghiệp thâm dụng tài sản, thông tin hóa sản xuất, với trọng điểm nội dung là tài sản doanh nghiệp và quản lý bảo trì, bao gồm quản lý cơ sở, quản lý trật tự công việc, quản lý bảo trì, quản lý thu thập số liệu, quản lý kho, quản lý thu mua, quản lý kế hoạch công việc, quản lý quy trình công việc, phân tích quyết sách cũng được quy về một mặt. Bây giờ, nhiều doanh nghiệp đã biết tạo cơ sở thông tin thiết bị, bao gồm việc lựa chọn thiết bị, thu mua, lắp đặt, thử nghiệm, dùng thử trong giai đoạn đầu, di chuyển, niêm phong, điều chỉnh. Trong thời gian sử dụng thiết bị và cả khi thiết bị không được sử dụng nữa, chuyển nhượng, cho thuê, báo hư, khi sử dụng thiết bị sau một thời gian. Trong những quá trình đó, các trường hợp bảo trì, bảo dưỡng, bôi trơn cho thiết bị đều phải được ghi chép lại rõ ràng để tiện cho việc quản lý. Từ đó thấy được, quản lý tài sản là phương thức hiệu quả để nâng cao tuổi đời của thiết bị, giảm tỷ lệ thiết bị hư hỏng, nâng cao giá trị sử dụng cho tài sản doanh nghiệp một cách hiệu quả, là lựa chọn hàng đầu để có được thu nhập ổn định lâu dài. Thông thường, quản lý tài sản doanh nghiệp, nhất là quản lý tài sản cố định, cần phải tuân thủ những nguyên tắc sau. 4.2.2 Quản lý đầu tư. Quản lý đầu tư là quản lý các khoản đầu tư của doanh nghiệp. Với sự phát triển của thời đại, doanh nghiệp không đơn thuần chỉ cung cấp sản phẩm và dịch vụ, đôi khi còn tham gia đầu tư. Đây là con đường tạo dựng giá trị cho doanh nghiệp. Giờ đây, đầu tư đã trở thành phương thức mới tạo dựng giá trị cho doanh nghiệp và liên quan đến việc sinh tồn và phát triển của doanh nghiệp. Thông thường, đầu tư doanh nghiệp cần phải tuân thủ quy trình dưới đây. Trước mắt, đầu tư doanh nghiệp có tính chất đa dạng hóa, vì thế tiến hành phân chia các loại đầu tư doanh nghiệp là tiền đề cho việc quản lý đầu tư. Với sự phát triển của nền kinh tế và sự tiến bộ của xã hội, đầu tư đa dạng hóa đã trở thành tiêu chuẩn đầu tư của đầu tư doanh nghiệp, nhưng trong quá trình đầu tư cũng gặp khá nhiều rủi ro, có thể nói lợi ích và rủi ro cùng tồn tại song song với nhau. Rủi ro đầu tư doanh nghiệp có thể chia ra làm hai phần là rủi ro nội bộ và rủi ro bên ngoài, được thể hiện như hình sau. Sự thành công hay thất bại trong việc đầu tư có ảnh hưởng rất lớn đối với doanh nghiệp, thậm chí liên quan đến sự sống chết của doanh nghiệp. Vì thế, việc quản lý đầu tư càng phải khoa học hơn, giảm thiểu rủi ro đầu tư, tối đa hóa lợi nhuận đầu tư. Thông thường, trong quản lý đầu tư, doanh nghiệp cần phải lưu ý những vấn đề sau. 4.2.3 Quản lý hóa đơn. Hóa đơn là giấy xác nhận mà đơn vị hoặc cá nhân sẽ nhận hoặc phát hành khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ hoặc tham gia hoạt động kinh doanh, là căn cứ để kế toán hạch toán và cũng là căn cứ để các cơ quan thuế kiểm tra. Để duy trì trật tự thông thường của nền kinh tế, doanh nghiệp nên tuân thủ theo quy định quản lý của bộ phận phát hành hóa đơn ở cơ quan thuế, kết hợp với tình trạng doanh nghiệp để đưa qua chế định quản lý hóa đơn, ví dụ như các điều cần lưu ý khi xuất và sử dụng hóa đơn mua bán. Thông thường, quản lý hóa đơn chủ yếu là quản lý 3 phương diện hóa đơn mua bán, hóa đơn sử dụng, hóa đơn bảo quản. Hóa đơn mua bán nên có người phụ trách riêng, điền loại hình hóa đơn và số lượng hóa đơn mà doanh nghiệp đang cần vào đơn đăng ký hóa đơn mua bán. Nhân viên doanh nghiệp dựa theo nhu cầu đến phòng tài chính để nhận hóa đơn.
phải ghi lại ngày tháng, số lượng, số thứ tự trên hóa đơn, người thực hiện khi đi nhận hóa đơn. Hóa đơn chỉ thích hợp sử dụng trong phạm vi doanh nghiệp, không chuyển nhượng hoặc bán cho người khác. Hóa đơn sử dụng. Khi phát hành hóa đơn cần phải đáp ứng những quy định sau. Điền đầy đủ rõ ràng các hạng mục, quy tắc viết, tên đơn vị phải viết đầy đủ, không được viết tắt. Nếu tên đơn vị quá dài có thể chia làm hai hàng trên dưới, cộng thêm con dấu chuyên dùng cho hóa đơn. Ngoài ra phải lưu ý hóa đơn không được chỉnh sửa. Ngày viết hóa đơn phải chính xác, đơn vị mua hàng không được viết tắt hoặc bỏ trống. Tên sản phẩm, số lượng, số tiền trên hóa đơn phải đúng với số tiền thực nhận. Hóa đơn viết sai không được xé bỏ, phải đóng dấu hủy lên để chú thích, lưu giữ đúng vị trí ban đầu, sau đó viết tờ hóa đơn khác. Nếu sau khi xuất hóa đơn rồi, người mua hàng không đến lấy và hóa đơn trở nên vô dụng, thì hóa đơn cũng sẽ được xử lý như trường hợp viết sai. Dưới góc trái hóa đơn phải đóng con dấu chuyên dùng cho hóa đơn, đóng dấu phải rõ ràng, hoàn chỉnh. Sau khi xuất hóa đơn, nếu xảy ra trường hợp trả hàng hoặc chiết khấu, thì phương pháp giải quyết như sau. Nếu thanh toán chưa được chuyển cho kế toán xử lý, thì giải quyết y như trường hợp viết sai hóa đơn. Bảo quản hóa đơn. Bảo quản hóa đơn trong hồ sơ quản lý có liên quan theo quy định và lưu ở nơi đảm bảo an toàn. Các bộ phận sau khi sử dụng xong hóa đơn phải sắp xếp lại theo trình tự, nộp cho kế toán để đối chiếu. Bộ phận kế toán kiểm tra thu hồi và đếm số lượng hóa đơn xem đầy đủ chưa. Nếu phát hiện thiếu trang nào, bộ phận kế toán sẽ truy cứu trách nhiệm và xử phạt đối với người làm hóa đơn theo quy định của cơ quan quản lý hóa đơn ở Cục Thuế. Bộ phận kế toán chi nhánh thu hồi hóa đơn và nộp lên kế toán khu vực. Kế toán khu vực phụ trách sắp xếp vào thùng, dán tem niêm phong, lưu và bảo quản theo quy định Cục Thuế, bao gồm cả sổ đăng ký hóa đơn. Thời hạn lưu kho là 5 năm. Khi thời hạn lưu kho chấm dứt, cơ quan Cục Thuế đến kiểm tra, phê duyệt, sau đó tiến hành tiêu hủy. 4.2.4. Hoàn trả chi phí. Vận hành công ty là một hoạt động kinh doanh khá phức tạp, nhất là liên quan đến chi phí và thu nhập. Bên trong chi phí bao gồm các loại phí bỏ ra như chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí nâng cấp thiết bị, chi phí tài chính, chi phí công tác của nhân viên, chi phí đi lại. Những chi phí này công ty phải chịu trách nhiệm chi trả. Nếu nhân viên có ứng tiền thanh toán trước thì về sau công ty cũng phải tiến hành thanh toán hoàn trả lại. Hoàn trả chi phí cũng là một trong những nội dung quan trọng trong quản lý tài chính doanh nghiệp. Hoàn trả là đưa các hạng mục thu nhận hoặc chi tiêu vào một danh sách, sau đó xin hoàn trả theo trình tự hoàn trả của công ty. Vì để quản lý tốt các hạng mục chi phí của công ty, tránh để công ty xuất hiện các khoản chi tiêu bất hợp lý làm cho công việc bị ảnh hưởng, công ty cần đặt ra quy định cho việc hoàn trả chi phí. Hãy xem hình minh họa dưới đây. Thông thường, hoàn trả chi phí cần tuân thủ quy trình dưới đây. Cả quy trình phải được hoàn thành trong thời hạn quy định. Thông thường, sau khi đơn hoàn trả chi phí được xét duyệt xong, thì quy trình hoàn trả sẽ được hoàn thành trong vòng 3 ngày làm việc. Quy trình hoàn trả chi phí khá đơn giản, tuy nhiên trong thực tế, quy trình hoàn trả xảy ra khá nhiều vấn đề. Thậm chí, có một số nhân viên không được hoàn trả vì xảy ra sai sót, khiến cho nhân viên bất mãn, ảnh hưởng đến tâm trạng và tính tích cực trong công việc của nhân viên, gây ảnh hưởng tiêu cực cho công ty. Hoàn trả chi phí cần lưu ý những điều sau đây để tránh xảy ra sai sót trong quá trình hoàn trả. Đơn hoàn trả nên được nhân viên tự tay làm, nội dung phải được điền đầy đủ, không được bỏ sót các mục, những mục chi phí đặc biệt có thể dùng viết chì để ghi chú vào. Ngoài ra, đơn hoàn trả không được tùy ý chỉnh sửa, nhất là số tiền hoàn trả. Nếu điền sai, nên làm lại tờ khác. Nếu số tiền hoàn trả có nhiều hơn 2 số lẻ phía sau, có thể làm tròn lên một số, thích hợp sử dụng cho trường hợp hoàn tiền mặt. Nếu số tiền thực tế không giống với số tiền trên hóa đơn, nên viết rõ số tiền báo cáo lên mặt sau hóa đơn, người thực hiện ký tên xác nhận. Không được chỉnh sửa hóa đơn, sửa số tiền đúng với số tiền thực tế. Nếu chỉnh sửa, sẽ làm cho hóa đơn mất đi hiệu lực. Hoàn trả chi phí phải được thực hiện theo bộ phận. Chi phí của các bộ phận khác nhau không nên làm chung một đơn hoàn trả. Chi phí của tháng nào thì nên làm hoàn trả theo chi phí tháng đó, trừ chi phí công tác,
thông thường nhân viên phải trở về sau chuyến công tác mới làm hoàn trả trong 3 ngày làm việc. Ngoài chi phí điện thoại và các chi phí đặc biệt khác phải được hoàn thành định kỳ vào cuối tháng, thì các khoản chi phí còn lại phải nghiêm khắc tuân thủ thực hiện hoàn trả theo quy định của công ty. Các khoản hoàn trả vô lý hoặc trễ hạn sẽ không được bộ phận tài chính giải quyết. Hạng mục vay tiền cá nhân. Đôi khi nhân viên vì lý do nào đó mà phải vay tiền và phải thực hiện thủ tục hoàn trả trong vòng 3 ngày sau khi hoàn thành công việc. Nếu không làm thủ tục hoàn trả, sẽ xử lý theo nguyên tắc không trả nợ trước, không mượn nợ sau. Lần sau không được vay nữa. Khoản vay cần phải được hoàn trả hết trong vòng 1 tháng. Nếu trong vòng tháng đó không thể hoàn trả hết thì phải đến phòng tài chính để giải trình, nói rõ nguyên nhân. Nếu không, khoản vay này sẽ được trừ trực tiếp vào lương nhân viên đó. Hoàn trả cần phải có hóa đơn. Điền đầy đủ vào hóa đơn, chữ nghĩa rõ ràng, không được bôi xóa. Ngoài ra, con dấu hóa đơn phải rõ ràng. Đơn hoàn trả mà không có hóa đơn cần phải nộp lên người phụ trách riêng của công ty để tiến hành xét duyệt. Hoàn trả phí công tác. Phí công tác là hạng mục chi phí thường gặp nhất trong vận hành doanh nghiệp. Đó là khoản chi phí đi lại, phí ăn ở, phí lặt vặt của nhân viên được phát sinh trong lúc đi công tác. Tất cả đều thuộc phí công tác. Chi phí cho phí công tác phải được chi đúng theo tiêu chuẩn do công ty quy định. Nếu vượt ngân sách sẽ không được chi. Trước khi đi công tác phải nộp giấy đăng ký đi công tác. Nếu chưa được phê duyệt hoặc công ty sắp xếp cho đi công tác sẽ không được hoàn trả. Các khoản chi phí phát sinh trong chuyến đi mà không liên quan đến công việc sẽ không được đưa vào mục hoàn trả. Thông thường, quy trình hoàn trả phí công tác được thực hiện như hình dưới. Trong quy trình hoàn trả phí công tác, trưởng bộ phận, nhân viên kế toán, nhân viên phê duyệt phải nghiêm khắc tuân thủ theo quy định công ty. Kiểm tra thật kỹ giấy tờ mà người thực hiện đã nộp có đầy đủ chưa, hóa đơn có hợp pháp và xác thực không. Hoàn trả phí công tác cần phải lưu ý những điều sau. Nếu chọn máy bay làm phương tiện công tác, phí thay đổi, phí hoàn trả vé thông thường sẽ không được hoàn trả. Khi làm hoàn trả phải có hóa đơn gốc. Nếu trên hóa đơn không có tên nhân viên thì nhân viên phải viết tên mình ra mặt sau hóa đơn. Thông tin hoàn trả phải được điền đầy đủ, chữ viết rõ ràng. Nếu chữ viết không rõ ràng, điền không hết các mục sẽ không được hoàn trả. Ngoài ra, làm giả hay chỉnh sửa hóa đơn gốc cũng không được hoàn trả. Nếu mất hóa đơn gốc, nhân viên phải làm bản tường trình chi tiết về các khoản hoàn trả, số tiền cần hoàn trả, nộp cho trưởng bộ phận ký tên, sau đó tiến hành bước tiếp theo của quy trình. 4.3. Kiến thức về thuế. Là một người thấu hiểu về thuế. Việc thành lập công ty rất dễ gặp phải vấn đề về thuế. Thứ nhất là vì nhiều người khởi nghiệp cho rằng các hạng mục giấy tờ về thuế rất đơn giản, giao cho nhân viên kế toán làm là được, không cần thiết lập bộ phận thuế riêng. Thứ hai là doanh nghiệp cho rằng chỉ cần làm đúng các bước theo luật thuế là được. Có nhiều doanh nghiệp còn có hành vi trốn thuế, khiến cho sự phát triển của doanh nghiệp gặp phải nhiều nguy hiểm. Không nắm kiến thức về thuế sẽ dễ dàng dẫn đến nhiều rắc rối liên quan đến thuế, nhất là không biết cần phải đóng những loại thuế nào và dẫn đến việc quản lý doanh nghiệp gặp phải nhiều rắc rối. Thông thường, các rắc rối về thuế có 3 mối nguy hại sau. Không biết kiến thức về thuế, doanh nghiệp có thể vì chưa tính ra số thuế cần nộp và nộp dư thuế. Thậm chí vì không hiểu về luật nên làm cho doanh nghiệp bị rơi vào bẫy trốn thuế, làm cho mối quan hệ của công ty và cục thuế trở nên gay gắt, lo sợ chạm mặt với cơ quan thuế, mang đến nhiều mối lo cho sự phát triển của công ty. Vì thế, khi khởi nghiệp cần phải nắm rõ một số kiến thức về thuế để doanh nghiệp tránh rơi vào thế bị động trong các chuyên mục thuế, vì đây là những thứ không đáng để mất. 4.3.1. Công ty phải đóng những loại thuế nào? Vận hành công ty không tránh khỏi việc chạm mặt với thuế, phải nộp các loại thuế khác nhau và các loại thuế liên quan có rất nhiều. Nhưng thông thường, công ty chủ yếu chỉ cần nộp những loại thuế sau. Thuế được hình thành nhằm mục đích thực hiện chức năng tài chính của công quốc, là hình thức thu nhập chính của quốc gia, thu vì dân, dùng vì dân, và thuế gồm 3 đặc trưng chính, đó là tính vô thường, tính cố định và tính cưỡng chế. Công ty phải nộp các khoản thuế liên quan theo đúng quy định pháp luật. Dưới đây, chúng tôi sẽ liệt kê một số loại thuế cơ bản mà công ty cần phải nộp. Thuế doanh thu là loại thuế mà các đơn vị cung cấp các dịch vụ chịu thuế,
bán bất động sản, chuyển nhượng tài sản vô hình trong phạm vi Trung Quốc sẽ được thu thuế dựa theo doanh thu thuộc hệ thống thuế doanh thu. Phương thức tính thuế được tính dựa theo doanh thu của dịch vụ chịu thuế, giá bán bất động sản, giá chuyển nhượng tài sản vô hình và tính theo tỷ lệ phần trăm nhất định của khoản thuế phải nộp, thông thường là 3%. Trước mắt, thuế doanh thu đã không còn được áp dụng nữa và được đổi thành thuế giá trị gia tăng, tức là thuế doanh thu cải tiến. Theo quy định, từ ngày 1 tháng 5 năm 2016 trở đi, toàn quốc sẽ áp dụng thuế giá trị gia tăng thay vì thuế doanh thu. Dịch vụ bán hàng, tài sản vô hình, bất động sản đều sẽ được đưa vào phạm vi thuế kinh doanh cải tiến. Thuế giá trị gia tăng là loại thuế mà sản phẩm thông qua quá trình lưu chuyển làm tăng giá trị của mình lên. Sản xuất sản phẩm, lưu thông dịch vụ lao động, làm tăng giá trị của mình trong các quá trình hoặc giá trị gia tăng cũng là đối tượng thu thuế giá trị gia tăng. Trước mắt, thuế giá trị gia tăng là loại thuế chủ yếu trong nước tôi và đã trở thành nguồn thu nhập chính của công việc thu thuế. Phạm vi thu thuế bao gồm buôn bán hàng hóa, cung cấp gia công hoặc công việc sửa chữa, dựa vào quy mô kinh tế của người nộp thuế và kế toán hạch tính, để chia ra làm người nộp thuế chung và người nộp thuế quy mô nhỏ. Thuế suất giữa người nộp thuế chung và người nộp thuế quy mô nhỏ không giống nhau. Thuế suất của người nộp thuế chung gồm 17%, 13%, 11%, 6%, 0%. Còn thuế suất người nộp thuế quy mô nhỏ được tính như bảng sau. Thuế xây dựng và bảo trì đô thị, gọi tắt là thuế xây dựng đô thị, là thuế tính từ chi phí nâng cấp cơ sở hạ tầng cho thành phố, duy trì sự ổn định của thành phố, là loại thuế được thu từ các đơn vị hoặc cá nhân khi họ thực hiện kinh doanh thương mại, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ, dựa vào mức thuế của ba loại thuế như giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ để làm căn cứ thu thuế. Khu vực của người nộp thuế khác nhau sẽ có tỷ lệ đóng thuế khác nhau. Thuế giáo dục là loại thuế giá trị gia tăng được thu khi người nộp thuế sống ở thành phố, quận, huyện, dựa vào mức thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đã nộp để tính thuế. Thuế suất là 3%. Thuế nhà đất là loại thuế tính từ việc sử dụng nhà, mức thuế được tính từ giá bán gốc của nhà hoặc tiền thuê nhà. Ở nước tôi, nếu đơn vị hay cá nhân sở hữu quyền sử dụng đất đều thuộc nhóm người có trách nhiệm đóng loại thuế này. Mức thuế cần đóng được tính theo hai cách dưới đây. Mức thuế cần đóng bằng 70% giá bán gốc của nhà nhân 1,2% thuế suất, hoặc thuế cần đóng bằng thu nhập tiền thuê nhà nhân 12% thuế suất. Nếu công ty không có quyền sở hữu nhà đất thì sẽ không cần đóng thuế nhà đất. Thuế tem là loại thuế tính từ hoạt động kinh tế hoặc hợp đồng, sổ sách kinh doanh được ký trong hoạt động kinh tế, mang hiệu lực pháp lý. Thuế xong rồi sẽ được dán một tem thuế lên giấy xác nhận nên được đặt tên là thuế tem. Người nộp thuế dựa vào tỷ lệ thuế suất cần nộp theo quy định pháp luật và hạn ngạch để tự đi mua sắm và dán tem thuế. Chứng chỉ thuế được liệt kê trong thuế tem gồm 5 loại. Trong đó, chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản là hành vi thay đổi quyền sở hữu tài sản, ví dụ như quyền mua bán, trao đổi, tặng quà, kế thừa, phân khúc. Trước mắt, chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản bao gồm 5 loại quyền sau: chuyển nhượng quyền sử dụng thương hiệu, bằng sáng chế, bản quyền, quyền sở hữu tài sản và quyền sử dụng công nghệ độc quyền. Sổ sách kinh doanh được chia làm sổ vốn và sổ kinh doanh khác. Theo quy định của luật thuế, trước mắt có 13 loại thuế nằm trong phần thuế phải nộp. Các loại thuế khác nhau sẽ có thuế suất khác nhau, nhưng thuế tem là loại thuế khác nhẹ nhàng, có nguyên tắc chịu trách nhiệm tập thể. Vì thế thuế tem có thuế suất rất thấp. Tỷ suất của loại thuế này được thể hiện như sau. Thuế thu nhập doanh nghiệp là một phương thức thu thuế từ tất cả các công ty trong nước khi có thu nhập từ sản xuất hoặc kinh doanh, hoặc các hình thức thu nhập khác từ các nguồn trong nước hoặc nước ngoài. Doanh nghiệp phải đóng thuế đúng theo thuế suất. Thuế thu nhập doanh nghiệp thường được tính bằng 25%, nhưng thuế suất thu nhập của các doanh nghiệp khác nhau cũng có sự khác nhau như bảng dưới. Thuế tiêu thụ cũng được gọi là thuế hàng hóa đặc biệt
và dịch vụ lao động là loại thuế được thu từ các loại hàng hóa đặc biệt và dịch vụ lao động. Hiện tại có 5 loại sản phẩm nằm trong phạm vi đóng thuế tiêu thụ. Thuế suất của thuế tiêu thụ gồm 2 loại là thuế suất theo tỷ lệ và thuế suất cố định. Khi lựa chọn thì chủ yếu dựa vào tình trạng của người nộp thuế để quyết định. Ví dụ như cung cầu bằng nhau, sản phẩm có giá chênh lệch ít thì nên chọn thuế suất cố định, ví dụ như bia rượu. Còn nếu cung cầu chênh nhau, giá cả sản phẩm chênh lệch nhiều thì chọn thuế suất tỷ lệ, ví dụ như thuốc lá, rượu, sản phẩm chăm sóc da, xe máy. Nhưng có một số sản phẩm vừa phải đóng theo thuế suất tỷ lệ, vừa phải đóng theo thuế suất cố định, ví dụ như thuốc lá hạng A, thuốc lá hạng B, rượu trắng. Thuế tiêu thụ được thu trong giá mua sản phẩm có tính chuyển dời gánh nặng thu thuế, nghĩa là giá sản phẩm thông thường đã bao gồm thuế tiêu thụ trong đó, người tiêu dùng tự chịu trách nhiệm với thuế này. Thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế bao gồm người nộp thuế thường trú và cũng bao gồm người nộp thuế không thường trú. Người nộp thuế thường trú phải đóng thuế cho các khoản thu nhập trong và ngoài nước Trung Quốc. Người nộp thuế không thường trú phải đóng thuế cho các khoản thu nhập trong phạm vi nước Trung Quốc. Thuế thu nhập cá nhân thông thường được công ty đại diện thu và đóng thay. Khi phát lương sẽ trừ thẳng vào tiền lương, sau đó dựa theo thuế suất lũy tiến chính cấp để đóng thuế. Thuế suất là 5% đến 45%. Thuế sử dụng tàu xe là loại thuế được tính từ việc đăng ký các tàu xe trong phạm vi Trung Quốc theo quy định pháp luật. Người nộp thuế là các doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân sở hữu xe hơi và tàu thuyền. Thuế sử dụng đất là loại thuế được tính từ việc cá nhân và đơn vị đang sử dụng một miếng đất dựa trên diện tích thực tế trong phạm vi thành phố, quận huyện, thị trấn. Bên trên là những loại thuế cơ bản mà doanh nghiệp phải nộp. Thông thường chỉ cần thuế giá trị gia tăng, thuế doanh thu và thuế phụ, thuế thu nhập phát sinh, còn những loại thuế khác chỉ cần đóng theo quy định là được. Thường thì một năm chỉ cần đóng một lần. 4.3.2 Quy trình khai thuế. Với sự phát triển của thời đại, nhất là sự phát triển của mạng xã hội, việc cải cách quản lý thu thuế cũng không cần được cải tiến. Hiện tại, công ty có thể đóng thuế qua hai hình thức là khai thuế trên giấy và khai thuế trên mạng. Và hình thức thứ hai là hình thức khai báo thuế tiên tiến và bắt kịp thời đại nhất. Khai thuế trên giấy. Công ty khai thuế cần điền 5 loại giấy: bản chính, chi tiết tình trạng bán hàng, biểu thuế đầu vào, chi tiết khấu trừ hóa đơn, chi tiết cuốn hóa đơn. Mang theo thẻ IC đã được ghi sẵn thuế, nộp cho nhân viên chuyên môn hoặc nhân viên ca trực để kiểm tra đối chứng kết quả. Sau khi kiểm chứng xong, đến ô cửa sổ thu thuế để khai báo thuế là được. Khai thuế trên mạng. Công ty khai thuế chỉ cần mở máy tính lên, đăng nhập vào hệ thống khai thuế trên mạng, tiến hành khai thuế theo hướng dẫn, đợi bên khai báo thuế phản hồi rồi in ra, mang đến cục thuế để xử lý tất cả thẻ IC. Khai thuế trên mạng là phương thức khai thuế phổ biến nhất, quy trình được thể hiện như hình sau. Vì loại hình công ty và cách khai thuế khác nhau nên có thể chia ra làm các loại sau: khai báo thuế từ báo cáo kế toán tài chính, báo cáo liên quan, tờ khai doanh nghiệp không thường trú, lựa chọn dựa theo tình hình thực tế của công ty, sau đó tiến hành bước tiếp theo của quy trình theo hướng dẫn của hệ thống. Trong quá trình khai báo thuế cần lưu ý những điều sau đây. Sau khi khai báo thuế thành công, không được điền lại hoặc chỉnh sửa. Nếu các tờ khai thuế chưa được kê khai chính thức hoặc kê khai chính thức rồi nhưng thất bại, thì những tờ khai đó sẽ được xem như chưa kê khai. Thanh toán trực tuyến có thể xuất hóa đơn theo tờ khai thuế, sau đó cục thuế địa phương sẽ tiến hành thanh toán dựa theo thông tin của hóa đơn. Thông thường, chỉ cần trong vòng một ngày làm việc là người nộp thuế có thể hoàn thành thanh toán trực tuyến, yêu cầu thanh toán và biết được tình trạng khấu trừ của cục thuế địa phương. Sau khi kê khai thuế và hoàn tất thanh toán trực tuyến, nên kiểm tra ngay tình trạng tiến độ, lập tức nhấp vào kiểm tra kê khai, kiểm tra thanh toán để xác nhận tờ khai thuế đã hoàn thành và thanh toán đã thành công. Sau khi kê khai thuế thành công, có thể vào chức năng kiểm tra kê khai để in tờ khai thuế. Sau khi khấu trừ thành công, công ty có thể đến ngân hàng mở tài khoản để in giấy xác nhận đã đóng thuế. 4.3.3
những phương pháp trốn thuế thường gặp. Trốn thuế nghĩa là công ty vì muốn tối đa hóa lợi nhuận nên đã sử dụng một số phương thức hoặc phương pháp như điều chỉnh, lập kế hoạch giảm thuế để giúp doanh nghiệp có thể hạ bớt trách nhiệm đóng thuế. Đương nhiên phương thức này là vi phạm luật thuế, nhưng chỉ cần tuân thủ đúng quy định pháp luật thì trốn thuế không hẳn là phạm pháp. Trên pháp luật cũng có cách nói trốn thuế hợp lý, nên việc doanh nghiệp trốn thuế là rất thường gặp. Trốn thuế phải nghiêm khắc tuân thủ các quy định liên quan, phải trốn thuế hợp pháp. Rất nhiều công ty, nhất là công ty mới thành lập, luôn có rất nhiều vấn đề khó khăn. Vì thế cần phải mở rộng năng lực bản thân, năng lực sáng tạo, sức sống kinh tế. Và cách trốn thuế hợp pháp đối với những công ty này mà nói là con đường điều tiết. Có rất nhiều cách để công ty trốn thuế. Các loại thuế khác nhau thì phương pháp sử dụng cũng sẽ khác nhau. Nhưng hiện tại có 3 loại thuế được trốn thuế phổ biến nhất là thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng. Cụ thể các phương pháp trốn thuế được thể hiện bên dưới. Thuế thu nhập cá nhân. Phương thức đóng thuế của loại thuế này là doanh nghiệp sẽ thu và nộp thay cho cá nhân. Công ty muốn trốn thuế thu nhập cá nhân chủ yếu sử dụng những phương pháp sau. Thuế thu nhập doanh nghiệp. Có rất nhiều cách trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng với những phương thức và nội dung đó có thể chia là 3 loại: trốn thuế trong nước, trốn thuế quốc tế, chuyển dời gánh nặng thuế. Trốn thuế trong nước nghĩa là doanh nghiệp sử dụng mọi hình thức, mọi nẻo đường để trốn thuế. Những phương pháp trốn thuế trong nước thường gặp như sau. Có rất nhiều cách trốn thuế trong nước, nhưng phải lựa chọn theo tình trạng thực tế của doanh nghiệp. Với vai trò là người khởi nghiệp, bạn có thể chọn và áp dụng một trong những cách dưới đây hoặc kết hợp sử dụng tất cả. Xác định kế hoạch giảm thuế, lập sẵn kế hoạch nộp thuế. Thuế giá trị gia tăng. Ngoài thuế thu nhập ra, thuế giá trị gia tăng cũng là trọng điểm để các doanh nghiệp phải lập kế hoạch đóng thuế. Dựa theo chính sách ưu đãi và quy định thu thuế của thuế giá trị gia tăng, các yếu tố trọng điểm để trốn thuế gồm những yếu tố sau. Có rất nhiều phương pháp trốn thuế, nhưng khi sử dụng các phương pháp này cần phải luôn nhớ trong đầu một điều, cho dù trốn thuế cũng phải hợp pháp và hợp lý. Phần 5. Con đường thu hút đầu tư, con dao hai lưỡi của việc dùng vốn tốt. 5.1. Không có nhận thức về thu hút đầu tư thì sẽ không có hành động thu hút đầu tư. Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế đặc trưng, đang phát huy tác dụng ngày càng quan trọng trong hoạt động thương mại ngày nay. Các từ khóa như mô hình, sản phẩm, quản lý, kinh doanh, đội nhóm, thu hút đầu tư, lợi nhuận, IPO, thu mua, tổ chức lại, thể hiện hành trình mà doanh nghiệp khởi tạo và bước đi. Đặc biệt là thu hút đầu tư được coi là câu hỏi cả đời của doanh nhân. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập, do quy mô bản thân doanh nghiệp còn hạn chế, không thể đảm bảo được các vấn đề nên luôn bị giam cầm trong một lời nguyền có tên gọi thiếu hụt vốn. Thế nhưng cùng với sự phát triển của thời đại, mô hình thu hút đầu tư dần dần trở nên đa dạng hóa, xuất hiện rất nhiều các công cụ thu hút đầu tư đa dạng và các kênh thu hút đầu tư phong phú. Do đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp mới thành lập nên có nhận thức về thu hút đầu tư. Dù sao thì nhận thức cũng là nơi khởi điểm của hành động. Không có nhận thức về thu hút đầu tư sẽ không có hành động thu hút đầu tư tiếp tục sau đó. Không có nhận thức về thu hút đầu tư thì không thể hiểu được có những công cụ thu hút đầu tư nào, kênh thu hút đầu tư nào, phương thức thu hút đầu tư nào mới thích hợp nhất với doanh nghiệp. Sẽ không thể nắm bắt được sự khác nhau giữa thu hút đầu tư trực tiếp và gián tiếp, đầu tư mạo hiểm và đầu tư thiên sứ. Sẽ rất khó giải quyết những vấn đề khó trong thu hút đầu tư một cách thuận lợi, thậm chí vì thế mà phải phung phí rất nhiều số tiền không đáng có. 5.1.1. Doanh nghiệp vì sao cần thu hút đầu tư? Nói trên nghĩa rộng, thu hút đầu tư là chỉ sự vay tạm vốn tiền tệ. Doanh nghiệp, đơn vị hoặc cá nhân có thể tập trung tiền vốn đến thị trường tài chính hoặc là cho vay khoản tiền thu hút đầu tư thông qua các phương thức khác nhau. Nói từ góc độ phát triển kinh tế hiện đại, thu hút đầu tư đi theo cả quá trình phát triển của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp cần phải càng hiểu sâu sắc, hiểu rõ toàn bộ về kiến thức tài chính,
hiểu biết về kiến thức thu hút đầu tư. Bởi vì sự phát triển của doanh nghiệp không thể thiếu nhu cầu vốn, mà kênh bắt nguồn chủ yếu nhất của vốn doanh nghiệp chính là thu hút đầu tư. Nói trên nghĩa hẹp, thu hút đầu tư là để chỉ quá trình và hành vi doanh nghiệp thực hiện tập trung vốn. Doanh nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế bản thân, bao gồm hiện trạng kinh doanh, hiện trạng vốn và nhu cầu phát triển. Sau khi thông qua ước tính khoa học mà dùng một phương thức nào đó để tập trung vốn, để đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Nói một cách thông thường, doanh nghiệp tập trung vốn chủ yếu là vì những mục đích sau đây. Tiền vốn là huyết mạch để duy trì sự phát triển của công ty, là động lực đầu tiên để đẩy mạnh hoạt động kinh tế doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp có thể đạt được nguồn gốc vốn đầy đủ và ổn định thông qua thu hút đầu tư hay không? Tập trung được nguồn vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất hay không? Điều này rất quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp, thậm chí quyết định sự sống còn tồn vong của doanh nghiệp. Đặc biệt là doanh nghiệp mới thành lập với yếu tố có sẵn không đầy đủ, càng khiến việc thu hút đầu tư trở nên khó khăn. Ví dụ như quy mô nhỏ, không có thành tích kinh doanh, năng lực chịu rủi ro thấp. Căn cứ vào những yếu tố có sẵn này không đủ, do đó người sáng lập doanh nghiệp càng nên nắm bắt tri thức thu hút đầu tư, hiểu rõ về các công cụ đầu tư và kênh đầu tư thường được sử dụng, nắm bắt các phương thức đầu tư tiên tiến cùng thời đại để thuận lợi giải quyết các vấn đề khó khăn thu hút đầu tư trên con đường phát triển doanh nghiệp. 5.1.2 Thu hút đầu tư trực tiếp và thu hút đầu tư gián tiếp. Căn cứ vào yếu tố có liên quan với cơ quan tài chính hay không, có sự gia nhập của cơ quan trung gian về tài chính hay không, có thể chia thu hút đầu tư thành thu hút đầu tư trực tiếp và thu hút đầu tư gián tiếp. Thu hút đầu tư mà không có sự tham gia của cơ quan trung gian tài chính được xem là đầu tư tài chính trực tiếp. Ví dụ như phát hành phiếu công trái. Thu hút đầu tư mà có sự tham gia của cơ quan trung gian tài chính được xem là đầu tư gián tiếp. Ví dụ như thu hút đầu tư ngân hàng. Theo thời gian, thu hút đầu tư doanh nghiệp sẽ chủ yếu là thu hút đầu tư gián tiếp, chủ yếu là lấy được số vay vốn từ ngân hàng. Do việc rà soát của các cơ quan tài chính của ngân hàng rất nghiêm khắc, do đó rất khó để giải quyết các vấn đề về nhu cầu của số tiền vốn doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mặc dù theo sự phát triển của thời đại, tỷ lệ mà đầu tư tài chính trực tiếp chiếm giữ cũng đang tăng lên, nhưng vẫn rất khó để làm lay động vị trí chủ đạo của thu hút đầu tư gián tiếp. Yếu tố cản trở quy mô thu hút đầu tư trực tiếp chủ yếu là nhận thức về thu hút đầu tư của chủ doanh nghiệp không đủ, không hiểu về phương pháp đối với thu hút đầu tư. Nhưng dưới bối cảnh người người lập nghiệp, nhà nhà lập nghiệp mà doanh nghiệp đã ý thức được ý nghĩa to lớn của thu hút đầu tư trực tiếp, tỷ lệ chiếm của thu hút đầu tư trực tiếp sẽ nhanh chóng tăng lên. Thu hút đầu tư trực tiếp. Thu hút đầu tư trực tiếp là chỉ trong một thời hạn nhất định, doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu vốn và doanh nghiệp hoặc cá nhân có dôi vốn ký kết hợp đồng thu hút đầu tư, đạt được vốn tiền mặt cần thiết. Mô hình này có mấy loại dưới đây. Thu hút đầu tư trực tiếp bao gồm tín dụng thương mại, cổ phiếu và trái phiếu phát hành của doanh nghiệp, cũng như khoản tiền vay trực tiếp giữa doanh nghiệp, giữa cá nhân. Do yếu tố có sẵn của doanh nghiệp vừa và nhỏ không đủ, do đó rất khó để thông qua phương thức phát hành cổ phiếu và trái phiếu để tiến hành thu hút đầu tư, mà nhiều hơn là dùng phương thức tín dụng cá nhân dân gian và tín dụng thương nghiệp để thu hút đầu tư. Công cụ thu hút đầu tư trực tiếp. Có rất nhiều phương thức thu hút đầu tư của doanh nghiệp vừa và nhỏ rất đơn nhất, thậm chí chủ yếu là vay vốn ngân hàng, hạn chế rất lớn tốc độ phát triển và quy mô phát triển của doanh nghiệp. Ở đây sẽ giới thiệu một số công cụ thu hút đầu tư trực tiếp giúp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp mới thành lập mở rộng phạm vi thu hút đầu tư, nắm bắt càng nhiều những công cụ thu hút đầu tư, giải quyết các vấn đề thiếu sót về vốn mà doanh nghiệp phải đối mặt. Công cụ đầu tư trực tiếp chủ yếu có ngân phiếu định mức thương nghiệp, chứng từ vay vốn trực tiếp, cổ phiếu, trái phiếu. 1. Ngân phiếu định mức thương nghiệp là một công cụ thu hút đầu tư tín dụng thương nghiệp, là ngân phiếu định mức ngắn hạn, không cần đảm bảo mà do công ty tài chính hoặc một số doanh nghiệp có mức tín dụng cao mở ra. Đây là một trong những cách thu hút đầu tư trực tiếp chủ yếu nhất
mức độ đáng tin cậy của ngân phiếu định mức thương nghiệp được so sánh với trình độ xin ý kiến mức độ tín dụng của doanh nghiệp phát hành, là sự phản ánh trực tiếp mức tín dụng của người phát hành. Ngân phiếu định mức thương nghiệp do doanh nghiệp trực tiếp đem bán, cũng có thể do doanh nghiệp bán ra làm đại lý. Là một loại công cụ tài chính được sử dụng khá phổ biến, ngân phiếu định mức thường không để tên, có thể dùng bồi thự để chuyển nhượng, cũng có thể khấu đổi tiền. Ngân phiếu định mức thương nghiệp có các đặc điểm dưới đây. 2. Phát hành trái phiếu. Chỉ người phát hành lấy mục đích là việc tập trung vốn, căn cứ vào trình tự quy định pháp luật mà phát hành ra. Hứa chi trả theo lãi suất chi trả đã định sẵn, đồng thời đến thời hạn phải trả lại chứng từ nợ chưa trả và quyền của chủ nợ tiền vốn. Người phát hành có thể là cơ quan chính phủ, tài chính, cũng có thể là các doanh nghiệp công thương. Người phát hành là người nợ, người đầu tư là người có quyền của chủ nợ. Trong đó, trái phiếu mà doanh nghiệp phát hành được xem là trái phiếu doanh nghiệp là một trong những công cụ phổ biến nhất mà doanh nghiệp hiện nay dùng để thu hút đầu tư. Những ưu điểm và khuyết điểm của nó được thể hiện trong biểu đồ dưới đây. Trái phiếu có đặc điểm là có thể lưu thông, do đó nó trở thành một trong những công cụ thu hút đầu tư thường dùng nhất của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hoạt động kinh tế hiện đại. Nhưng trong lúc phát hành trái phiếu, cần tuân thủ nghiêm khắc các quy định pháp luật để tránh việc tập trung vốn trái phiếu trở thành tập trung vốn phi pháp. 3. Phát hành cổ phiếu. Chủ thể của phát hành cổ phiếu là công ty cổ phần, là công cụ mà công ty cổ phần tập trung vốn. Chỉ việc phát hành chứng từ cổ phần đặc biệt cho cổ đông để tập trung vốn và có thể lấy đó để lấy được chứng khoán có giá trị hoa hồng và lãi cổ phiếu. Tính lưu động của cổ phiếu rất cao, có thể mua bán chuyển nhượng thế chấp, là bộ phận cấu thành vốn của công ty cổ phần. Cách này cũng rất có lợi với doanh nghiệp có chế độ cổ phần, không cần có áp lực phải hứa hẹn hoàn trả vốn. Công ty cổ phần có thể thực hiện thu hút đầu tư thông qua cách tăng vốn mở rộng cổ phần và làm loãng cổ phần, sau đó lại thu hút đầu tư. Thu hút đầu tư gián tiếp. Thu hút đầu tư gián tiếp chỉ hành vi doanh nghiệp lấy được tiền vốn thông qua các cơ quan tài chính như ngân hàng, là hình thức đối ứng với nhu cầu đầu tư trực tiếp. Ở loại phương thức đầu tư này, giữa người cung ứng vốn ban đầu và doanh nghiệp không có quan hệ vay mượn tiền trực tiếp nào. Giữa doanh nghiệp và người cung ứng vốn ban đầu kết nối thông qua cơ quan tài chính, doanh nghiệp chỉ cần chào hỏi cơ quan tài chính, lấy được tiền vốn thông qua sự kiểm hạch của cơ quan tài chính, chứ không cần trưng cầu sự đồng ý của nhà cung ứng vốn ban đầu. Thu hút đầu tư gián tiếp rất phổ biến trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, là nguồn vốn chủ yếu của đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ưu thế của thu hút đầu tư gián tiếp có mấy đặc điểm dưới đây. Phương thức thu hút đầu tư gián tiếp chủ yếu có 3 loại là ngân hàng, ủy thác, bảo hiểm, trong đó ngân hàng là loại thường gặp nhất. Ngân hàng, cho dù là theo sự phát triển của thời đại, tài chính mạng Internet, hoạt động tín dụng trên mạng được ra đời và phát triển, vay vốn ngân hàng vẫn đứng vị trí đầu tiên trong việc thu hút đầu tư doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một khi doanh nghiệp có nhu cầu về vốn, phương thức thu hút đầu tư họ nghĩ đến đầu tiên là tìm đến ngân hàng để vay vốn. Trên thực tế, vay vốn ngân hàng thực sự mang lại rất nhiều lợi ích to lớn cho sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vay vốn ngân hàng là hành vi kinh tế mà ngân hàng cấp vốn cho người có nhu cầu vốn với một mức lãi suất nhất định căn cứ trên quy định pháp luật liên quan. Người vay vốn hoàn trả tiền vốn và lãi theo hợp đồng. Hiện nay, phương thức vay vốn ngân hàng thường gặp có vay vốn lập nghiệp, thế chấp vay vốn, đảm bảo vay vốn tài khoản quy trách nhỏ. Trong đó, vay vốn lập nghiệp và vay vốn tài khoản quy trách nhỏ được trình bày trong mục 5.3.1. Vay vốn thế chấp là hành vi người vay vốn lấy vật phẩm thế chấp để làm đảm bảo vay vốn từ ngân hàng. Chỉ cần người vay vốn có vật phẩm dùng để thế chấp là có thể được vay vốn. Vật phẩm dùng để thế chấp thường gặp là chứng khoán có giá trị, nợ công, bất động sản, xe cộ, hóa đơn nhận hàng, cổ phiếu và các loại vật phẩm có giá trị khác. Thông thường, vật phẩm thế chấp có giá trị càng cao, mức có thể vay vốn từ ngân hàng càng cao. Nhưng theo quy định, mức vay vốn thông thường không được vượt quá 70% giá thị trường của vật phẩm. Hơn nữa, mức vay vốn cao nhất là 300.000 nhân dân tệ. Doanh nghiệp vay vốn thế chấp chủ yếu lấy doanh nghiệp vừa và nhỏ làm nòng cốt,
hạn định vay vốn không vượt quá 5 năm. Đối với người lập nghiệp cần mức vốn gấp, có thể lấy mức vay vốn chi tiêu cá nhân để khởi nghiệp. Nếu như khởi nghiệp cần mua nhà đất, như vậy thì có thể lấy nhà mua để làm vật thế chấp, xin vay vốn thế chấp từ ngân hàng. Quá trình vay vốn thế chấp rất đơn giản. Ở đây lấy ví dụ là vay vốn thế chấp nhà đất, quá trình được miêu tả trong hình dưới đây. Vay vốn gán nợ, chỉ việc ngân hàng căn cứ vào các quy định liên quan của luật đảm bảo để lấy người vay vốn hoặc động sản hoặc quyền lợi của người thứ ba để làm vật phẩm gán nợ, căn cứ vào mức giá đánh giá của vật phẩm gán nợ để vay vốn. Nhưng là biên lai gửi tiền, quỹ kho bạc nhà nước, hóa đơn của công ty bảo hiểm, trái khoán thu hút đầu tư, trái khoán doanh nghiệp cấp AAA của vật phẩm gán nợ có thể được vay vốn theo chứng từ. Nếu người vay vốn có thể gán nợ cho ngân hàng bằng trái khoán doanh nghiệp cấp AAA, có thể được vay vốn từ ngân hàng, sau đó hoàn trả vốn và lãi theo hợp đồng. Thông thường, vay vốn thế chấp biên lai gửi tiền có thể đạt được tổng mức vay vốn biên lai lên tới 80%. Vay vốn thế chấp nợ công có thể đạt tới tổng mức vay nợ công 90%. Phiếu bảo hiểm của công ty bảo hiểm có thể làm vật phẩm thế chấp vay vốn, nhiều nhất có thể vay vốn giá trị tiền mặt lên tới 80%. Việc thực hiện quá trình vay vốn gán nợ được miêu tả trong hình dưới đây. Vay vốn đảm bảo, chỉ một loại vay vốn mà ngân hàng căn cứ vào phương thức đảm bảo mà luật đảm bảo quy định. Khi người vay vốn không thể hoàn trả vay vốn đúng hạn, người thứ ba sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận trách nhiệm. Người thứ ba chính là người đảm bảo, có giấy đảm bảo trách nhiệm liên quan toàn phần không thể loại bỏ được, đồng thời chịu trách nhiệm dân sự có trong hợp đồng vay vốn. Nếu như nhà khởi nghiệp không có đơn mua hàng, không có trái phiếu, cũng không có giấy bảo hiểm của công ty bảo hiểm, nhưng bố mẹ, bạn đời của nhà khởi nghiệp có chức vụ cao và thu nhập tốt, vậy thì có thể nộp đơn vay vốn đảm bảo. Thông thường, tầng lớp có thu nhập cao thường được ngân hàng xem trọng là bác sĩ, giáo viên, viên chức, nhân viên theo ngành nghề tài chính, luật sư. Nếu có thể tìm được những người làm trong ngành nghề này đảm bảo, sẽ dễ dàng được vay vốn đảm bảo hơn. Vay vốn tín dụng cá nhân là một phương thức vay vốn, xin vay vốn ngân hàng bằng việc đảm bảo tình hình cá nhân thực tế. Điều kiện để xin vay vốn loại này rất đơn giản, có giấy chứng minh thư đời thứ hai, có chứng minh thu nhập ổn định là có thể được vay vốn. Nhưng kiểu vay vốn này có phạm vi sử dụng hạn chế, sẽ cấm nguồn vốn dùng trong các lĩnh vực như chứng khoán, sản xuất. Do đó, người vay vốn cần giao nộp cho ngân hàng chứng minh phạm vi sử dụng vốn. Kiểu vay vốn này thường có mức vay rất nhỏ, hơn nữa kỳ hạn không quá 1 năm. 5.2. Thu hút đầu tư lớn giúp cho tài nguyên của bạn không bị đứt đoạn. Có bột mới gột nên hồ. Chỉ khi doanh nghiệp hiểu rõ về các kênh và công cụ thu hút đầu tư mới có thể từ đó chọn ra tình hình thực tế phù hợp nhất với doanh nghiệp, làm được phương án thu hút đầu tư thích hợp nhất. Trên thực tế, cùng với sự phát triển của thời đại, các kênh và công cụ thu hút đầu tư đã trở nên rất phong phú. Doanh nghiệp càng có nhiều lựa chọn hơn, độ khó của thu hút đầu tư cũng giảm đi nhiều. Hiện nay, cách chọn thu hút đầu tư thường gặp nhất có mấy loại dưới đây. 5.2.1. Thu hút đầu tư tam bản mới. Tam bản mới là hình thức ngược lại với tam bản cũ, được đưa ra từ việc hướng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ban đầu chỉ để công ty hữu hạn cổ phần phi thị trường khu vực thôn Trung Quan gia nhập vào việc xử lý chuyển nhượng hệ thống cổ phần, không giống với doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong hệ thống chuyển nhượng ngày xưa Start, công ty treo biển hành nghề hệ thống Net, từ đó mà trở thành tam bản mới. Ngưỡng cửa gia nhập tam bản mới rất thấp, hơn nữa không cần phải kiểm tra về tình hình tài chính doanh nghiệp. Do đó, sau khi tam bản xuất hiện, nó đã trở thành lựa chọn thu hút đầu tư nổi bật nhất đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo quy định, doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ cần đáp ứng những điều kiện dưới đây là có thể xin tạo thương hiệu. Công ty bắt buộc phải là một công ty hữu hạn cổ phần chưa đưa ra thị trường. Công ty cổ phần với số lượng cổ đông không vượt quá 200 người có thể trực tiếp xin treo biển với hệ thống chuyển nhượng cổ phần toàn quốc. Công ty cổ phần mà vượt quá 200 người thì cần được ủy ban điều tiết chứng khoán phê chuẩn mới được xin treo biển. Theo pháp luật xây dựng tồn tại và duy trì quá 2 năm, công ty trách nhiệm hữu hạn thay đổi chế độ thành công ty cổ phần chưa lên sàn. Thời gian tiếp theo có thể thành lập tính toán từ công ty trách nhiệm hữu hạn ban đầu. Nghiệp vụ công ty rõ ràng, chú trọng vào nghiệp vụ kinh doanh chính, có thể duy trì tiếp tục kinh doanh. Quản lý quy phạm, chế độ toàn diện, kinh doanh hợp pháp.
Một phần khó của thu hút đầu tư doanh nghiệp vừa và nhỏ đến từ thể chế tự thân không toàn diện, thể chế quản lý không hoàn thiện. Rất nhiều doanh nghiệp sử dụng quản lý theo phương thức kinh nghiệm hoặc quản lý gia tộc, không thể dùng quyết sách khoa học, chế độ tài chính không toàn diện, dẫn đến việc quản lý hỗn loạn, hao tổn máy móc lớn. Cổ phần được coi trọng, chuyển nhượng và phát hành phải phù hợp với quy định của pháp luật, không tồn tại tranh chấp cổ phần. Dù sao thì tập bản mới cũng lấy đơn vị là cổ phần để tiến hành chuyển nhượng và phát hành. Phù hợp với yêu cầu của người chịu trách nhiệm chính về thương mại chứng khoán, công ty cần được kiểm tra thương mại chứng khoán, đề cử báo cáo đối với những công ty phù hợp với yêu cầu. Phù hợp với yêu cầu của công ty hệ thống chuyển nhượng cổ phần toàn quốc. Doanh nghiệp mà phù hợp với những điều kiện nói trên thì có thể đề đơn lập công ty, nhưng phải trước khi lên sàn, thông thường cần phải thay đổi chế độ. So với bản chính, bản sáng nghiệp muốn lên sàn phải cần thời gian từ 2 đến 3 năm. Tập bản mới từ khi thay đổi chế độ doanh nghiệp đến thuận lợi trao biển chỉ cần thời gian khoảng 6 tháng. Ý nghĩa của việc tập bản mới đưa ra thị trường đối với doanh nghiệp chủ yếu được thể hiện ở những phương diện sau đây. Quá trình tập bản mới lên sàn. Sau khi đáp ứng được điều kiện để trao biển doanh nghiệp có thể xin trao biển. Quá trình trao biển như biểu đồ dưới đây. Trước khi trao biển, đầu tiên cần xem loại hình của công ty có phải là công ty cổ phần hay không. Nếu như không phải, thì cần phải thực hiện thay đổi chế độ. Cần hợp pháp hóa vận hành kinh doanh, minh bạch hóa tài chính, khoa học hóa quản lý. Nếu như tồn tại mô hình quản lý lạc hậu như quản lý theo mô hình gia đình hay theo kinh nghiệm, tài chính, nếu cứ liên tục không rõ ràng thì không thể thuận lợi trao biển. Ký kết hợp đồng trao biển với môi giới hàng đầu, sau đó giao nộp những tài liệu tương ứng theo quy định đó. Người môi giới hàng đầu có trách nhiệm điều tra tới cùng với tình hình thực tế của công ty, tài liệu, bao gồm điều tra tình hình thị trường, tình hình tài chính doanh nghiệp, thực trạng quản lý. Đối với những doanh nghiệp không hợp quy định, phải đôn đốc doanh nghiệp thực hiện chỉnh lý sửa đổi. Sau khi có kết quả điều tra, cho ra báo cáo giới thiệu. Nội dung báo cáo bao gồm tình hình điều tra hết trách nhiệm, ý kiến giới thiệu. Nộp lên báo cáo và tài liệu để Hiệp hội Doanh nghiệp Chứng khoán Quốc gia kiểm tra. Sau khi đã thông qua kiểm tra, Hiệp hội Doanh nghiệp Chứng khoán Quốc gia sẽ đưa ra lập hồ sơ xác nhận gửi cho môi giới hàng đầu. 5.2.2. Thu hút đầu tư cổ phần chiêu mộ riêng tư. Thu hút đầu tư cổ phần chiêu mộ riêng tư, thông thường nói là PE, chỉ hành vi doanh nghiệp chưa lên sàn, sử dụng phương thức không công khai với xã hội và tiến hành thu hút đầu tư đối với nhà đầu tư đặc biệt. Điểm này đối lập với thu hút đầu tư cổ phần chiêu mộ công khai. Thu hút đầu tư cổ phần chiêu mộ công khai là hành vi doanh nghiệp sử dụng những phương thức để công khai với xã hội, hướng đến cộng đồng xã hội để thu hút đầu tư. Thu hút đầu tư cổ phần chiêu mộ riêng tư có thể chia thành thu hút đầu tư cổ phần chiêu mộ riêng tư nghĩa rộng và thu hút đầu tư cổ phần chiêu mộ riêng tư nghĩa hẹp. Thu hút đầu tư cổ phần chiêu mộ riêng tư nghĩa rộng thì tiến hành thu hút đầu tư mang tính lợi ích khi doanh nghiệp chưa công khai ở các giai đoạn như là kỳ hạt giống, kỳ sơ khai, kỳ phát triển, kỳ mở rộng, kỳ trưởng thành. Nhưng thu hút đầu tư cổ phần chiêu mộ riêng tư nghĩa hẹp lại chỉ việc đầu tư của doanh nghiệp trong thời kỳ trưởng thành. So sánh giữa thu hút đầu tư ngân hàng, thu hút đầu tư cổ phần chiêu mộ công khai và thu hút đầu tư cổ phần chiêu mộ riêng tư được thể hiện dưới bảng sau. Từ bảng có thể thấy, thu hút đầu tư ngân hàng, thu hút đầu tư cổ phần chiêu mộ công khai đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ có độ khó quá lớn. Thu hút đầu tư cổ phần chiêu mộ riêng tư mới là phương thức thu hút đầu tư phù hợp nhất với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ba loại. Ưu thế của thu hút đầu tư cổ phần chiêu mộ riêng tư chủ yếu có các phương diện dưới đây. Quy trình làm việc của thu hút đầu tư cổ phần chiêu mộ riêng tư. Thu hút đầu tư cổ phần chiêu mộ riêng tư là sự bổ sung và hoàn thiện đối với kênh thu hút đầu tư của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đã có rất nhiều doanh nghiệp thông qua phương thức thu hút đầu tư cổ phần chiêu mộ riêng tư mà thành công thu hút đầu tư, đạt được số vốn cần thiết để phát triển doanh nghiệp, từ đó mà phát triển nhanh chóng. Thông thường, quy trình làm việc của thu hút đầu tư cổ phần chiêu mộ riêng tư có thể đi theo 4 bước dưới đây. 1. Công việc chuẩn bị trước khi chiêu mộ riêng tư. 2. Sàng lọc người đầu tư cũng như ký kết hiệp định hệ thống. 3. Điều tra hết chức trách và đàm phán đầu tư. 4. Chấp hành hợp đồng. 5.2.3. Thu hút đầu tư trái khoán. Thu hút đầu tư trái khoán chỉ hành vi thu hút đầu tư mà doanh nghiệp dựa vào quy định pháp luật liên quan, trên cơ sở tuân thủ pháp luật để hướng đến xã hội vay vốn để tập trung vốn, đồng thời hứa trong một thời gian nộp một khoản lãi nhất định và hoàn trả tiền vốn.
doanh nghiệp có hai loại phương thức thu hút đầu tư quan trọng nhất là thu hút đầu tư cổ phần và thu hút đầu tư trái khoán. Sự khác nhau của hai loại này là: thu hút đầu tư cổ phần đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ có độ khó rất lớn. Thu hút đầu tư trái phiếu có độ khó khá thấp, lại có tác dụng cân bằng tài chính. Do đó, có thể cân nhắc sử dụng kênh thu hút đầu tư trái phiếu để giải quyết các vấn đề vốn phải đối mặt. 5.3. Cách chơi mới để thu hút đầu tư của thời đại mới. Trong thời đại đang phát triển, công cụ và kênh thu hút đầu tư cũng đang phát triển đi lên cùng thời đại. Doanh nghiệp không thể cố giữ lấy mà không thay đổi quan niệm thu hút đầu tư trong quá khứ, không nắm bắt cách chơi mới nhất của thu hút đầu tư. Như vậy có thể làm lỡ những cơ hội thu hút đầu tư, thậm chí sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc vận hành kinh doanh thường ngày của doanh nghiệp. Cách chơi mới của thu hút đầu tư thời đại mới chủ yếu có mấy cách dưới đây. 5.3.1. Sản phẩm vay vốn đặc sắc ngân hàng. Đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ do mô hình sản xuất nhỏ, trình độ quản lý thấp, tài chính rối loạn, rủi ro cao, không thế chấp, không đảm bảo. Thậm chí một số doanh nghiệp còn tồn tại một số vấn đề như làm giả sổ sách, đẳng cấp sản phẩm thấp, sức cạnh tranh thị trường yếu kém, kỹ thuật lạc hậu. Do đó, rất khó để vay vốn ngân hàng. Vì vậy, doanh nghiệp vừa và nhỏ trở thành khách hàng không được nhận sự tiếp đón nhất ngân hàng. Nhưng theo sự phát triển của thời đại, ngân hàng cũng đang dần dần mở ngưỡng cửa thu hút đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một số doanh nghiệp quản lý tốt, kinh doanh tốt có thể thuận lợi vay vốn từ ngân hàng. Nhìn từ hiện tại, ngân hàng nhắm tới sản phẩm vay vốn của doanh nghiệp, chủ yếu là vay vốn khởi nghiệp và hoạt động tín dụng nhỏ. Hoạt động tín dụng nhỏ là nghiệp vụ tín dụng mà đưa ra để hướng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đặc trưng của nó có thể dùng tính chất ngắn, nhỏ, liên tục, gấp gáp để khái quát. Ngắn là thời hạn ngắn, nhỏ là chỉ mức vốn nhỏ, liên tục là chỉ tần suất nhiều, gấp là chỉ tốc độ đến tài khoản nhanh chóng. Doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ cần đáp ứng những điều kiện dưới đây là có thể đề xuất xin hoạt động tín dụng nhỏ. Vận hành kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật. Tình hình vận hành kinh doanh tốt, có năng lực tiếp tục kinh doanh và năng lực lấy được lãi, tài chính của doanh nghiệp tương đối rõ ràng, không có quá nhiều nợ nần. Tình hình tín dụng doanh nghiệp tốt, bao gồm mục ghi trả nợ trong quá khứ, có kịp thời hoàn trả hay không, hay là còn tồn tại hành vi quá thời hạn, thậm chí có hành vi xấu như không hoàn trả. Kiểm tra tín dụng là trọng điểm của hoạt động tín dụng nhỏ. Nếu như doanh nghiệp có những điểm đen tín dụng trong quá khứ, vậy thì độ khó của việc xin hoạt động tín dụng nhỏ sẽ tăng lên rất nhiều. Doanh nghiệp đáp ứng được những điều kiện kể trên, có thể căn cứ vào quy trình dưới đây để xin vay hoạt động tín dụng mức nhỏ. Trước mắt, đã có rất nhiều ngân hàng chú ý tới nhu cầu vay vốn thu hút đầu tư của doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt hướng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ để đưa ra rất nhiều hoạt động tín dụng nhỏ. Thường gặp là công trường tín dụng của ngân hàng Trung Quốc, đường cho vay thương nghiệp của ngân hàng Dân Sinh, vay vốn trung chuyển doanh nghiệp nhỏ của ngân hàng Công Thương. Hiện nay, đa số ngân hàng đều cho ra những dịch vụ vay vốn hướng tới doanh nghiệp rất nhỏ. Ở đây lấy ví dụ là công trường tín dụng của ngân hàng Trung Quốc, giới thiệu doanh nghiệp phù hợp với điều kiện nên làm gì để xin quỹ tín dụng nhỏ. Công trường tín dụng của ngân hàng Trung Quốc là một thương hiệu dịch vụ được đặc biệt tạo ra cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua dạng công trường liên kết trực tiếp để vận hành kiểu cuốn chiếu và phân công chuyên nghiệp hóa, nâng cao hiệu suất dịch vụ, làm phong phú thêm tổ hợp sản phẩm và thiết kế phương án căn cứ vào đặc điểm và nhu cầu thu hút đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ để cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ dịch vụ thu hút đầu tư chuyên nghiệp có hiệu quả cao và toàn diện. Đặc điểm sản phẩm: 1. Thực hiện chuyên doanh cơ cấu, thiết lập cơ cấu chuyên chức doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách đơn lẻ, thực hiện chuyên nghiệp hóa vận hành dịch vụ. 2. Tạo ngân hàng lưu trình, lấy mẫu là mô hình vận hành công trường hóa, tạo lại quy trình nghiệp vụ và thể chế quản lý, nâng cao hiệu suất và mức độ dịch vụ. 3. Thiết kế sản phẩm chuyên thuộc, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cải thiện trải nghiệm khách hàng làm điểm mấu chốt, xuất phát từ hiện trạng vốn của doanh nghiệp nhỏ, thiết kế sản phẩm đặc sắc. Điều kiện xin: 1. Giấy phép kinh doanh và thẻ vay vốn có hiệu lực và đã thông qua kiểm tra trong năm. 2. Thời hạn kinh doanh 2 năm trở lên. 3. Người đại diện theo quy định, người kiểm soát thực tế có kinh nghiệm trong nghề từ 2 năm trở lên. 4. Ghi chép tín dụng tích cực.
Quy trình thực hiện: 1. Người vay vốn giao nộp đơn xin và các tài liệu liên quan cho các chi nhánh ngân hàng trong nội địa Trung Quốc. 2. Ngân hàng Trung Quốc tiến hành kiểm tra tư cách đối với người vay vốn. 3. Sau khi thông qua phê duyệt, hai bên ký kết hợp đồng cũng như các văn bản thỏa thuận liên quan. 4. Thực hiện các thủ tục như thế chấp, đảm bảo, rút tài khoản. Vay vốn khởi nghiệp. Vay vốn khởi nghiệp là một loại vay vốn hạng mục riêng lấy cá nhân có năng lực sản xuất kinh doanh hoặc đã có kinh nghiệm trong nghề sản xuất kinh doanh làm đối tượng cấp phát cho các cá nhân, hộ công thương cá thể, doanh nghiệp nhỏ phù hợp điều kiện muốn khởi nghiệp hoặc tái khởi nghiệp mà xin vay vốn khởi nghiệp với ngân hàng. Sau khi thông qua kiểm tra của ngân hàng sẽ tiến hành cấp phát vay vốn. Là một loại vay vốn hạng mục riêng, ngưỡng cửa để xin vay vốn khởi nghiệp rất thấp, chỉ cần đáp ứng điều kiện nhất định là có thể xin được. Mặc dù mỗi ngân hàng có điều kiện xin để vay vốn khởi nghiệp là có sự khác nhau, nhưng nhìn một cách tổng thể, chỉ cần đáp ứng những điều kiện dưới đây là có thể xin vay vốn khởi nghiệp. Người xin phải có năng lực hành vi dân sự một cách hoàn toàn, độ tuổi từ 18 đến 50 tuổi. Người xin phải có giấy phép hành nghề kinh doanh mà Bộ phận Công thương ban hành, giấy chứng nhận đăng ký thuế cũng như các giấy phép kinh doanh liên quan. Người xin có hoạt động kinh doanh trong nghề phù hợp với quy định của pháp luật, dự án có sức hoặc tiềm lực cạnh tranh thị trường. Ghi chép tín dụng tích cực, không có ghi chép vi phạm hợp đồng, trả tín dụng quá thời hạn hoặc nợ nần. Trong báo cáo trưng thu tín dụng cá nhân trong Ngân hàng Nhân dân không có ghi chép tín dụng tiêu cực, có thể cung cấp cho ngân hàng vật phẩm thế chấp, gán nợ, đảm bảo khả dụng, bao gồm thế chấp bất động sản cá nhân và gán nợ quyền kinh doanh thương nghiệp, có năng lực có thể hoàn trả vốn và lãi vay đúng hạn. Có nơi kinh doanh hoặc nơi làm việc cố định. Khi vay vốn, ngân hàng kết toán tài khoản, thực hiện kết toán hàng ngày thông qua tài khoản ngân hàng. Các điều kiện khác mà ngân hàng vay vốn yêu cầu. Người đáp ứng được điều kiện trên có thể xin vay vốn khởi nghiệp với ngân hàng. Nhưng vay vốn khởi nghiệp cần tài liệu để chứng minh người xin có tư cách xin vay vốn khởi nghiệp hay không. Thông thường, người khởi nghiệp xin vay vốn khởi nghiệp cần giao nộp các tài liệu sau: chứng minh thư cá nhân, chứng minh thư vợ chồng, chứng minh tình trạng hôn nhân, thu nhập cá nhân, thu nhập gia đình hoặc các văn bản chứng minh có thể chứng minh tình hình tài sản của người xin, giấy phép kinh doanh, giấy cho phép kinh doanh, các hợp đồng, hiệp định khác. Tài liệu đảm bảo bao gồm chứng từ và hóa đơn thuộc quyền của vật phẩm thế chấp hoặc vật phẩm gán nợ, hoặc chứng minh tất cả người có quyền đều đồng ý cho người xin giải quyết, báo cáo bình giá của bộ phận bình giá. Phương thức thế chấp rất nhiều, có thế chấp động sản, bất động sản, cũng có biên lai gửi tiền định kỳ, chứng khoán có giá trị. Sau khi chuẩn bị xong tài liệu, có thể dựa vào quá trình tiến hành xin. Quá trình này được thể hiện trong biểu đồ dưới đây. Thời hạn vay vốn khởi nghiệp cá nhân thường là 2 năm, dài nhất không quá 2 năm. Lãi suất có thể tiến hành điều chỉnh căn cứ vào các quy định liên quan. Phương thức hoàn trả có thể dùng cách hoàn trả vốn và lãi, hoặc cũng có thể dùng cách trả vốn. Còn có thể hai bên thương lượng những cách khác để hoàn vốn vay. Hiện nay, rất nhiều ngân hàng đều thiết lập vay vốn khởi nghiệp, như vay vốn khởi nghiệp của Ngân hàng Công thương, vay vốn khởi nghiệp của Ngân hàng Giao thông, báo vật khởi nghiệp của Ngân hàng Phát triển Thâm Quyến, vay vốn trợ nghiệp cá nhân của Ngân hàng Quang Đại, vay vốn kinh doanh đầu tư cá nhân của Ngân hàng Trung Quốc. Trong vay vốn khởi nghiệp còn có loại khá đặc trưng là vay vốn khởi nghiệp sinh viên. Vay vốn khởi nghiệp sinh viên chỉ vay vốn tín dụng mà các cơ quan cho vay như ngân hàng căn cứ vào quy định để cho các sinh viên đại học vay vốn. Kiểu vay vốn này không cần đảm bảo, không cần thế chấp. Vay vốn khởi nghiệp sinh viên là một chiến lược mà nhà nước đưa ra để ủng hộ và khuyến khích sinh viên khởi nghiệp. Hơn nữa, có rất nhiều ưu đãi trên nhiều phương diện như thu hút đầu tư, huấn luyện khởi nghiệp, cung cấp hướng dẫn khởi nghiệp. Chỉ cần phù hợp với điều kiện là có thể nộp đơn xin. Điều kiện như sau: dành cho sinh viên tốt nghiệp khóa này hoặc sinh viên tốt nghiệp trong vòng 2 năm. Học lực tốt nghiệp chuyên ngành đại học trở lên. Độ tuổi đủ 18 tuổi. Có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận kinh doanh, có nơi làm việc hoặc nơi kinh doanh cố định. Dự án mà người xin đầu tư ngoài vay vốn nên có số vốn tự có cá nhân với tỷ lệ nhất định. Người đáp ứng những điều kiện trên thì có thể xin vay vốn khởi nghiệp với ngân hàng, nhưng lúc xin cần nộp lên những tài liệu liên quan, bao gồm tài liệu đảm bảo, tài liệu vật phẩm thế chấp, chứng minh năng lực hoàn trả, chứng minh tình trạng hôn nhân. Những tài liệu đó có ảnh hưởng nhất định tới mức độ của vay vốn. Thông thường, vay vốn khởi nghiệp sinh viên cần tuân thủ theo quá trình dưới đây: nộp đơn xin,
Người xin có thể nộp đơn xin vay vốn khởi nghiệp với Trung tâm Dịch vụ Quản lý Khởi nghiệp Sinh viên, đồng thời giao nộp tài liệu liên quan. Trung tâm Dịch vụ Quản lý Sáng nghiệp Sinh viên sẽ tiến hành kiểm tra sơ bộ đối với tài liệu của người xin. Tốt nghiệp sinh có thể nộp các tư liệu liên quan, nộp đơn xin đến Cục Nhân sự Thị trường. Kiểm tra. Cục Nhân sự liên kết với Cục Tài chính và các cơ quan liên quan khác kiểm tra lại một lần nữa đối với người vay vốn và mức tiền đã thông qua ở lần kiểm tra đầu tiên. Kiểm tra lại chi tiết trên các phương diện như quy mô doanh nghiệp, số lượng nhân lực, tài sản tư hữu. Công bố. Chỉ việc sau khi được thông qua vay vốn khởi nghiệp, thông thường phải công bố tin tức vay vốn khởi nghiệp và khoản tiền lợi tức. Địa điểm công bố là đơn vị hoặc khu làm việc của Cục Nhân sự và người xin. Thời gian công bố thường là 5 ngày làm việc. Thẩm duyệt. Trong thời gian công bố không có ai có ý kiến khác đối với thông tin vay vốn khởi nghiệp và khoản tiền lợi tức, Cục Nhân sự có thể cho ra thông báo thẩm duyệt. Trích cấp. Cục Tài chính dựa vào thông báo thẩm duyệt sẽ trích cấp vốn cho người xin từ vốn hạng mục riêng khởi nghiệp tự chủ. Vay vốn khởi nghiệp đại học thuộc về vay vốn lợi tức của chính phủ, hưởng kỳ hạn lợi tức dài nhất trong 2 năm. Sau 2 năm sẽ không còn ưu đãi đó. Căn cứ vào kỳ hạn vay vốn khác nhau, phương thức trả số tiền vay cũng khác nhau. Thông thường vay vốn trong vòng 1 năm thực hiện đến sau kỳ hạn trả vốn và lãi, một lần trả hết. Còn đối với vay vốn từ 1 năm trở lên thì có thể căn cứ vào tình hình bản thân lựa chọn trả cả vốn và lãi hay trả vốn, còn có thể thương lượng các phương thức trả nợ khác. 5.3.2. Thu hút đầu tư mạng P2P. P2P là viết tắt của peer-to-peer, có ý nghĩa là khoản tiền vay giữa các cá nhân, cũng là khoản tiền vay giữa cá nhân với cá nhân. Thu hút đầu tư mạng P2P thông qua bệnh viện để liên kết khoản tiền vay giữa hai bên, mà bệnh viện đó thông thường sẽ thu một số tiền phí nhất định. Sau khi mạng Internet phát triển rầm rộ, P2P cũng thuận theo tình thế đó mà phát triển, trở thành phương thức thu hút đầu tư mới của doanh nghiệp nhỏ và người khởi nghiệp. Đối tượng giao dịch của P2P có thể chia thành khách hàng xuất vốn và khách hàng vay vốn. Khách hàng vay vốn thông qua bệnh viện P2P để tiến hành đầu tư, đạt được lợi ích đầu tư, thực hiện tăng giá trị tài sản. Còn khách hàng vay vốn thì xoa dịu tình hình tài chính căng thẳng. Trong số khách hàng vay vốn P2P có rất nhiều là chủ doanh nghiệp, người khởi nghiệp của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sự xuất hiện của phương thức thu hút đầu tư mạng P2P trên một mức độ nhất định đã làm dịu vấn đề khó trong thu hút đầu tư doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông thường, ngưỡng cửa thu hút đầu tư mạng P2P tương đối thấp, thủ tục xin đơn giản, có thể tự định đoạt thời hạn vay vốn, đồng thời giải quyết thông tin đầu tư không cân xứng, khởi điểm đầu tư cao, mạo hiểm lớn. Người xin chỉ cần đáp ứng điều kiện nhất định, vốn có thể nhanh chóng đến tài khoản. Trên một mức độ nhất định có thể làm dịu các vấn đề khó của thu hút đầu tư doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, so với các ngân hàng cùng loại thì vay vốn có lãi suất cao. Đến nay, lĩnh vực vay vốn mạng P2P trong nước đã có hơn 5.000 công ty. Mô hình của nền tảng không giống nhau, nhưng nói một cách tổng thể có 4 loại dưới đây. Nhìn từ hiện trạng, sàn P2P cung cấp mô hình đảm bảo nhận được sự chào đón của khách hàng đầu tư. Dù sao thì cách này cũng có thể đảm bảo sự an toàn vốn cho khách hàng đầu tư ở mức độ cao nhất. Nhưng những mô hình khác nhận được sự chào đón rất rộng rãi. Những mô hình khác nhau có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Chính vì những sự khác nhau này mới đáp ứng những yêu cầu khác nhau của khách hàng đầu tư ở loại hình khác nhau. Nhưng đối với khách hàng vay vốn mà nói, điểm quan trọng là ở lãi suất, kỳ hạn vay, phương thức hoàn trả, sàn có chính quy hay không, tốc độ tiền đến tài khoản nhanh hay chậm, đặc biệt là đối với doanh nghiệp thiếu hụt vốn, bao gồm doanh nghiệp mới thành lập, vốn có thể nhanh chóng đến tài khoản hay không mới là trọng điểm mà họ quan tâm. Sau khi mô hình P2P gia nhập Trung Quốc vào năm 2006, đã nhanh chóng phát triển với tốc độ chóng mặt. Năm 2007, sàn mạng P2P đầu tiên được thành lập. Đến nay, các loại sàn mạng P2P nở rộ khắp nơi. Mặc dù trong quá trình này, mô hình P2P đã từng dẫn đến những nỗi lo phổ biến, nhưng dựa vào những ưu việt của nó, có thể đáp ứng chức năng nhu cầu của hai bên vay vốn, có thể duy trì sự phát triển nhanh chóng. Vô số những doanh nghiệp mới thành lập xuất hiện nhanh chóng như trúc mọc sau mưa. Đa số những doanh nghiệp này ít nhiều đều tồn tại vấn đề thiếu hụt vốn,
cần gấp rút giải quyết vấn đề thu hút đầu tư. Điều này đem đến cho sàn mạng P2P những cơ hội phát triển trước nay chưa từng có. Hiện nay, những sàn lớn P2P nhận được sự chào đón rộng rãi của mọi người được miêu tả trong bảng dưới đây. Dưới đây, chúng ta sẽ lấy Chibu làm ví dụ để miêu tả doanh nghiệp thực hiện thu hút đầu tư ở sàn hàng mạng P2P như thế nào. Chibu, mặc dù mới thành lập vào năm 2013, thời gian vận hành kinh doanh không dài, nhưng lại rất nổi tiếng trong giới dân mạng. Điều này khiến cho Chibu có thể nhận biết được nhu cầu của thời đại, cùng với thời đại đẩy mạnh nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thời đại và cung cấp dịch vụ đảm bảo vốn và lãi. Do đó, sản phẩm của Chibu có sức bán rất mạnh. Dưới đây sẽ giới thiệu ví dụ về doanh nghiệp Chibu của thời đại. Quy trình xin tiền doanh nghiệp 5.3.3 Vay vốn Alibaba. Vay vốn Alibaba là vay vốn tín dụng Alibaba, là một loại vay vốn mức nhỏ, vay vốn không cần thế chấp hoặc bên thứ ba đứng ra đảm bảo, chỉ cần dựa vào mức độ tin cậy của bản thân người vay vốn là có thể được vay vốn. Người vay vốn có thể làm bảo đảm trả tiền bằng mức độ tín dụng của mình, là một kiểu vay vốn cơ bản lấy tín dụng thuần túy. Vay vốn do Alibaba tiến hành kiểm tra, thông qua kiểm tra có thể nhanh chóng được trích cấp vốn vay, mà từ xin kiểm tra, trích cấp vốn đến chuyển vào tài khoản đều thực hiện online, giảm lược rất nhiều thủ tục xin vay vốn, rút ngắn thời gian kiểm tra, khiến khoản tiền có thể nhanh chóng chuyển đến tài khoản, giải quyết nhu cầu vốn trong quá trình doanh nghiệp kinh doanh sản xuất. Vay vốn mức nhỏ Alibaba thuộc sản phẩm vay vốn mức nhỏ. Đối tượng của dịch vụ vay vốn này chủ yếu là chủ doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ, hộ công thư cá nhân, phân xưởng nhỏ. Sự xuất hiện của vay vốn mức nhỏ ở một mức độ nhất định đã làm dịu mức độ thiếu hụt vốn của doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ, giải quyết có hiệu quả các vấn đề khó trong thu hút đầu tư của doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ. Nhưng mức tiền vay vốn loại này thường 1.000 nhân dân tệ trở lên đến 10 triệu nhân dân tệ. Do đó, đối với doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ, do bản chất yếu tố không đủ, ví dụ như quy mô nhỏ, thời gian vận hành kinh doanh ngắn, năng lực kiếm lời yếu, số lượng nhân công ít, rất khó được vay vốn từ ngân hàng, tăng thêm sự nở rộ của trào lưu khởi nghiệp. Những điều này đều là yếu tố phát triển nhanh chóng của vay vốn mức nhỏ. Vay vốn mức nhỏ mở rộng kênh thu hút đầu tư doanh nghiệp loại này, chỉ cần doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện xin là có thể xin vay vốn loại này. Đáp ứng được những điều kiện kể trên thì có thể xin vay vốn mức nhỏ Alibaba Online. Quá trình này được thể hiện trong bảng dưới đây. Người vay vốn đăng nhập vào trang mạng vay vốn tín dụng của Alibaba, điền đơn xin vay vốn, cần điền mức xin, tên đầy đủ của công ty. Nên điền tên công ty trên giấy phép kinh doanh mới nhất, điền số đăng ký hộ công thương cá nhân. Mức tiêu thụ 1 năm trở lại, tên của người đại diện pháp luật, số chứng minh thư, số điện thoại, địa chỉ mail, con đường vay vốn, sau đó bấm xin ngay. Sau khi nhận được tài liệu xin, nhân viên kiểm tra của Alibaba sẽ kiểm tra tài liệu và liên lạc với người vay vốn. Sau khi giấy tờ đã được thông qua, công ty Alibaba sẽ chuyển số tiền vào tài khoản của người vay vốn. Người vay vốn tuân theo hợp đồng, hoàn trả vốn và lãi vay. Nếu vẫn không hiểu về quá trình, có thể tham khảo quá trình vay vốn dưới đây. 1. Nhập địa chỉ trên thanh công cụ dk.1688.com. Nhấn là có thể vào trang web vay vốn. 2. Nhấn xin ngay sẽ xuất hiện trang dưới đây, sau đó nhập tài khoản và mật khẩu. Nếu không có tài khoản thì nhấn miễn phí đăng ký, tạo một tài khoản trước. 3. Khi mở ra trang mạng mới, căn cứ vào yêu cầu thực tế để điền thông tin. Cách dùng vay vốn cũng cần điền. Điền xong, nhấn đăng ký ngay. Mức xin chỉ có thể từ 20.000 tệ đến 1 triệu tệ. 4. Sau khi nộp, sẽ xuất hiện thông báo đã xin thành công. Sau đó, giám đốc khách hàng của quỹ vay vốn tín dụng Alibaba sẽ liên lạc với người xin căn cứ vào tài liệu điền. 5. Sau khi đã thông qua kiểm tra vay vốn, sẽ bước vào giai đoạn quá trình ký kết hợp đồng, xử lý kịp thời theo yêu cầu. 6. Lúc trả tiền cần chú ý, trong ngày trả tiền, tài khoản chi trả của người xin vay phải có số dư đầy đủ, sàn sẽ tự động tiến hành trừ tiền. Người vay sau khi vay vốn kiểm tra ngày trả tiền, để tránh bỏ lỡ ngày trả tiền cuối cùng, phát sinh ra những tiền phạt quá hạn không nên có. 5.3.4 Tập trung vốn mà ai cũng có thể tham gia. Tập trung vốn là chỉ việc tập trung nguồn vốn từ nhiều người,
có những đặc trưng như ngưỡng cửa thấp, đa dạng hóa, dựa vào sức mạnh của tập thể, thường được cấu thành từ 3 bộ phận là người khởi xướng, người đầu tư theo và sàn giao dịch. Người khởi xướng để chỉ người có dự án tốt hoặc có sức sáng tạo mạnh mẽ nhưng lại thiếu vốn để khởi động. Địa vị và thân phận của người khởi xướng đều không bị giới hạn, bất kỳ ai cũng có thể khởi xướng. Người đầu tư theo là chỉ người đầu tư, sàn giao dịch là chỉ sàn tập trung vốn. Qua nhiều năm phát triển, tập trung vốn đã tương đối thành thục và đã trở thành phương thức mới để thu hút đầu tư của doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ. Rất nhiều nhà khởi nghiệp đều thông qua việc tập trung vốn đại chúng để lấy được vốn khởi nghiệp và vốn cần thiết cho sự vận hành kinh doanh của doanh nghiệp. Nhìn chung, tập trung vốn đại chúng có các đặc trưng dưới đây. Thông thường, dự án có tính sáng tạo càng dễ dàng đạt được sự coi trọng của nhà đầu tư. Nhưng sáng tạo nên lấy thực tế làm nền tảng, không thể chỉ là một khái niệm, một chủ ý mới mẻ. Bởi vì tập trung vốn tập thể cần có sự tham gia của tập thể, do đó có thể đạt được một hiệu ứng truyền bá nhất định, có thể thu hút càng nhiều người quan tâm. Trong những người này, có một số là khách hàng tiềm năng. Tập trung vốn tập thể là một khái niệm khá phổ biến trong mấy năm gần đây. Các sàn tập trung vốn cũng lần lượt xuất hiện. Tập trung vốn Taobao, tập trung vốn Đông Kinh, tập trung vốn Baidu. Nhưng trên thực tế, tập trung vốn và phương thức thu lợi mà nói có thể phân chia tập trung vốn tập thể làm 4 loại. Người khởi xướng có thể căn cứ vào nhu cầu của bản thân để lựa chọn mô hình tập trung vốn thích hợp. Nhưng trước khi nộp vốn tập trung của dự án, nên tự điều tra trước, bao gồm tiến hành đóng gói, phân tích tài chính, phân tích thị trường ngành nghề, phân tích nguồn khách hàng, phân tích marketing, nên trình bày vốn đạt được, được dùng vào chỗ nào cũng như sự phản hồi của nhà ủng hộ trong thuyết minh dự án. Đối với người khởi xướng, tập trung vốn chủ yếu bao gồm những ưu thế sau. Phần 6. Quản lý tinh gọn để quản lý sản xuất có hiệu quả. 6.1. Quản lý thường thức, những tri thức mà phải hiểu trước khi quản lý tài chính. Mỗi năm đều có rất nhiều nhân lực nghiên cứu thế nào là quản lý, chính sách nào khả thi nhất trong quản lý, phương thức nào có đạt được hiệu quả khích lệ nhân viên, phương pháp nào có thể hóa giải những nguy cơ hiện tại của doanh nghiệp. Hàng năm đều có vô vàn những sách về quản lý được cho ra thị trường. Trường đại học cũng mở ra giáo trình quản lý. Nhưng những người này cho dù có đầy bụng lý thuyết quản lý, nhưng trên thực tế luôn vấp phải trắc trở trong vận dụng. Điều này là bởi làm nhà quản lý đau đầu không hề là chuyện lớn. Không cần nói đến những lý thuyết cao siêu mà là một số vấn đề thường gặp trong quản lý, ví dụ như thiếu tính chấp hành, thiếu tính trao đổi, không biết trao quyền, thậm chí là một số vấn đề thường thức trong quản lý, ví dụ như mục đích quản lý là hiệu quả, cốt lõi của quản lý là con người, sự trao đổi trong quản lý vô cùng quan trọng. Muốn trở thành một nhà quản lý hợp lệ, đầu tiên phải hiểu những kiến thức thông thường trong quản lý. Những kiến thức này có thể không giúp nhà quản lý giải quyết những vấn đề trong quản lý, nhưng lại có thể giúp nhà quản lý tránh khỏi những sai lầm cấp thấp. 6.1.1. Thế nào là quản lý? Quản lý là quá trình chủ thể quản lý tận dụng những tài nguyên trong tay, bao gồm nhân lực, vật lực, tài lực, thông tin, dùng một số kỹ năng và phương pháp để cuối cùng có thể thuận lợi hoàn thành mục tiêu. Mỗi tổ chức đều phải quản lý tốt nhân viên, tiền bạc, thiết bị trong tổ chức của mình, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn. Với mỗi cá nhân cũng như vậy, cần phải quản lý tốt ăn uống, rèn luyện thân thể, sự nghiệp, quan hệ giao tiếp, sức khỏe, tiền bạc. Thông qua quản lý là bản thân trở nên ngày càng tốt đẹp hơn. Do đó, quản lý là một trong những hiện tượng thường gặp và phổ biến nhất trong xã hội ngày nay. Căn cứ theo loại, có thể phân quản lý thành quản lý hành chính, quản lý doanh nghiệp công thương, quản lý tài nguyên nhân lực, quản lý xã hội. Ở đây, chúng ta chủ yếu sẽ nghiên cứu quản lý doanh nghiệp công thương. Quản lý doanh nghiệp là nhà quản lý tiến hành quản lý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, thông qua các phương thức tổ chức, lên kế hoạch, cân đối, khống chế, hoặc các biện pháp để thuận lợi thực hiện hoặc hoàn thành mục tiêu. Thông thường, quản lý doanh nghiệp có mấy phương hướng dưới đây: tinh giản tổ chức, quản lý chế độ hóa và kế hoạch hóa, quản lý động viên, mở rộng trao đổi. Tinh giản tổ chức là chỉ việc thông qua quản lý có thể giảm tầng cấp doanh nghiệp, khiến tổ chức trở nên đơn giản hơn, đồng thời nhân viên doanh nghiệp cũng cần thực hiện tinh giản. Quản lý chế độ hóa và kế hoạch hóa là quản lý một cách có chế độ và quy phạm,
lấy văn tự hoặc hình thức khác để ghi lại, thông báo đến nhân viên doanh nghiệp để mọi người hiểu chi tiết quản lý, biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Quản lý động viên là chỉ việc đặt lý thuyết quản lý động viên để áp dụng vào quản lý doanh nghiệp, đồng thời hình thành những nội dung động viên và hình thức động viên đa dạng hóa trong thực tiễn. Rất nhiều doanh nghiệp sở dĩ có thể thu hút được sự tham gia liên minh của nhân tài trình độ cao, nhân viên bỏ việc khá ít, chính là nhờ doanh nghiệp biết vận dụng quản lý khích lệ để tiền đồ cá nhân của nhân viên phát triển cùng với sự phát triển của doanh nghiệp có sự liên hệ mật thiết, do đó hình thành sức hấp dẫn cực kỳ lớn. Mở rộng trao đổi giao lưu là phương pháp cần thiết để thực hiện mục tiêu thông qua quản lý. Không có giao lưu, hai bên không thể nhất trí đồng lòng, nhà quản lý cũng không thể thực hiện quản lý có hiệu quả. Do đó, nhà quản lý nên chú trọng vào sự giao lưu trong quản lý. Quản lý đề cập đến các phương diện vận hành kinh doanh doanh nghiệp, cũng sâu chuỗi cả quá trình vận hành kinh doanh. Có thể nói, bắt đầu từ ngày thành lập doanh nghiệp, người sáng lập phải thực hiện quản lý đối với doanh nghiệp. Do đó, đây là một nội dung quan trọng trong quá trình sâu chuỗi sự phát triển của doanh nghiệp. 6.1.2 Sự giao lưu trong quản lý. Sự giao lưu lúc nào cũng tồn tại, bạn cần phải giao lưu với người thân bạn bè. Ở công ty, bạn cần giao lưu với cấp trên, đồng nghiệp cũng như các nhân viên khác. Giao lưu giống như một cầu nối, liên kết con người lại với nhau. Không có giao lưu, con người sẽ giống như một hòn đảo cô đơn, xã hội loài người cũng biến thành nước không nguồn. Nhà quản lý giỏi giao lưu mới có thể thực hiện thông tin bổ sung lẫn nhau một cách tốt hơn, giải quyết rất nhiều vấn đề trong quản lý, thúc đẩy doanh nghiệp bước vào quỹ đạo tuần hoàn tích cực hơn nữa. Mục đích của giao lưu chính là chuyển thông tin, bổ sung lẫn nhau. Nếu như giao lưu tồn tại trở ngại thì không thể truyền đạt tin tức, không thể khiến người quản lý và nhân viên đồng tâm hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ công việc. Chúng ta sẽ nghiên cứu từ chuẩn bị trước khi giao lưu, các chi tiết trong giao lưu cũng như 3 giai đoạn sau khi giao lưu, nhà quản lý nên làm thế nào mới có thể thực hiện giao lưu có hiệu quả. Chuẩn bị trước khi giao lưu, nhà quản lý nên làm tốt công tác chuẩn bị, dự đoán những vấn đề có khả năng xuất hiện trong giao lưu, chuẩn bị trước biện pháp ứng phó, tránh những trường hợp ông nói gà, bà nói vịt trong giao lưu. Tốt nhất là liệt kê một đại cương, bao gồm chủ đề giao lưu, trọng điểm giao lưu, mục đích giao lưu, nên giao lưu như thế nào, nên nói gì trước, nói gì sau. Có một đại cương rõ ràng, thành thục. Như vậy, khi giao lưu mới có thể liên kết liền mạch, không bị rối, vừa có thể tiết kiệm thời gian của hai bên, vừa có thể đạt được hiệu quả giao lưu tốt. Cũng có thể thiết lập nên uy nghiêm của nhà quản lý. Những chi tiết trong giao lưu, bao gồm địa điểm giao lưu, âm thanh lớn nhỏ trong giao lưu, môi trường giao lưu, phản ứng của đối phương, nội dung nói chuyện, cố gắng gần gũi với mục đích, đừng tức giận, tránh việc họa từ miệng mà ra, đem lại sự khó khăn trong quản lý. Nếu như nhà quản lý hoặc nhân viên đang trong lúc tức giận, vậy thì nên tạm thời dừng giao lưu, đợi tâm trạng của hai bên bình tĩnh trở lại hoặc tìm thời gian khác nói chuyện. Cũng cần căn cứ vào chức vị, tuổi tác, bối cảnh văn hóa, trình độ giáo dục của đối tượng giao lưu. Có lúc nói chuyện sẽ đề cập tới một số thuật ngữ chuyên ngành. Tóm lại, phải căn cứ vào tình hình của đối tượng để tiến hành giao lưu. Gặp ai nói chuyện đó, xác nhận đối phương có thể hiểu được ý đồ của mình, tránh xuất hiện trường hợp ngại ngùng nhà quản lý hay nói thao thao bất tuyệt mà đối phương lại không hiểu. Nếu nhà vật lý thảo luận nguyên lý vật lý với đồng nghiệp, tự do vận dụng thuật ngữ chuyên ngành là phù hợp. Nhưng nói chuyện với người bình thường thì chắc chắn phải dùng ngôn ngữ đơn giản thông thường để nói, để tiện cho đối phương hiểu, từ đó đạt được hiệu quả giao lưu tốt. Quản lý sau giao lưu. Sau khi hai bên kết thúc trò chuyện, không có nghĩa là giao lưu kết thúc. Cần đảm bảo chắc chắn đối phương có thể hoàn toàn hiểu được nội dung giao lưu, đồng thời thực hiện nghiêm khắc. Do đó, sau khi giao lưu, người quản lý có thể tiến hành quản lý sau đó. Ví dụ như, gửi cho đối phương một số tài liệu liên quan đến nội dung trò chuyện, yêu cầu đối phương căn cứ vào cuộc trò chuyện để liệt kê một danh mục. Ngoài ra, muốn đạt được hiệu quả tốt trong giao lưu, ngoài việc chuẩn bị các điều kể trên, nhà quản lý vẫn nên nâng cao kỹ năng giao lưu của bản thân. Thông thường, nhà quản lý cần nắm rõ các kỹ năng giao lưu dưới đây. 6.2. Quản lý đội nhóm. Mọi người cùng nắm giữ mái chèo, lái con thuyền lớn. Năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng của một người là có hạn. Khi xử lý những vấn đề nằm ngoài năng lực của người đó cần hợp tác với người khác. Trong lĩnh vực thương nghiệp, năng lực cá nhân vô cùng nhỏ bé.
chỉ có trong đội nhóm mới có thể làm cho giá trị cá nhân của người đó được mở rộng, mới có thể đạt được hiệu quả 1 cộng 1 lớn hơn 2. Đội nhóm thường tập hợp lại vì mục tiêu chung, nhân viên đội nhóm sẽ phân công hợp tác, bổ sung ưu điểm cho nhau, đồng tâm hiệp lực, hoàn thành nhiệm vụ đầy đủ số lượng và chất lượng. Nhưng quản lý đội nhóm cũng là một vấn đề, trình độ giáo dục, bối cảnh văn hóa, kinh nghiệm tri thức, sự hiểu biết đối với sự vật giữa các thành viên trong đội nhóm có sự khác nhau sẽ tạo thành ma sát. Điều này cần nhà quản lý thực hiện quản lý. Ngoài ra, để đội nhóm duy trì trạng thái hiệu quả cao cũng là nhiệm vụ mà nhà quản lý phải phụ trách. 6.2.1 Các bước để tạo lập một đội nhóm tinh nhuệ. Cho dù là tự lập nghiệp, vẫn cần đến sự trợ giúp của người khác, cần phải thành lập đội nhóm với người khác. Trên thực tế, nhà khởi nghiệp có một đội nhóm xuất sắc hay không liên quan đến sự thành bại của doanh nghiệp. Chúng ta không khó để phát hiện, bên cạnh những doanh nhân thành công đều có một đội nhóm ưu tú. Ví dụ như Jack Ma, người sáng lập của Alibaba và 18 vị la hán của Alibaba. Mặc dù rất nhiều doanh nghiệp đều có đội nhóm, nhưng chỉ tập trung người không thể được gọi là một đội nhóm. Trong cuốn sách 100 phương pháp truyền động lực cho đội nhóm chiến thắng của Steve Chandler, một đội nhóm bất khả chiến bại là một đội nhóm có mục tiêu, có những con người phù hợp và tràn đầy động lực để đạt được mục tiêu đó. Tạo lập một đội nhóm tinh nhuệ không phải là một chuyện dễ dàng. Những đội nhóm quan trọng như vậy, nhà khởi nghiệp nên xây dựng một đội nhóm tinh nhuệ như thế nào để có thể thành công trên thương trường. Tìm kiếm nhân tài ưu tú. Cấu thành đội nhóm quan trọng nhất là nhân tài. Chỉ khi đội nhóm được cấu thành từ những nhân tài mới có thể phát huy tác dụng thực sự của đội nhóm. Đương nhiên, nhân tài khó tìm, nhưng nhà khởi nghiệp cần kéo những người thông minh, có kinh nghiệm hơn mình vào trong đội nhóm. Tổ hợp bổ sung lẫn nhau. Điều mấu chốt để tạo thành đội nhóm vốn không phải mỗi thành viên đều phải là những nhân tài làm việc độc lập, mà tốt nhất là mỗi thành viên có kỹ năng khác nhau, như vậy có thể bổ sung lẫn nhau. Sự bổ sung kỹ năng lẫn nhau vô cùng quan trọng. Trong lúc tìm kiếm nhân tài, cố gắng tìm những người bổ sung lẫn nhau về kỹ năng, tính cách, nhận thức, kỹ thuật, sở trường, sở thích. Hướng đến cái chung. Sự khác biệt giữa các thành viên trong nhóm là khó tránh khỏi. Có người thích tìm tòi nghiên cứu, có người thích quản lý, có người thích giao lưu. Mục tiêu của mỗi thành viên cũng khác nhau. Có người vì đãi ngộ, có người vì phúc lợi, có người coi trọng tương lai, có người muốn được tôn trọng. Do đó, nhà quản lý nên hướng đến cái chung, cần công nhận sự khác biệt giữa các thành viên, tôn trọng sự khác biệt đó, sau đó động viên các thành viên cùng nỗ lực vì một mục tiêu chung. Không gian sáng tạo an toàn. Nhà quản lý nên tạo ra một không khí tích cực, phải cho nhân viên không gian phạm sai lầm. Nếu không thì một khi xuất hiện sai lầm, thành viên sẽ bất an. Loại bất an này sẽ ảnh hưởng đến cả đội nhóm. Đội nhóm ưu tú sẽ cho thành viên không gian để trưởng thành, sẽ cho thành viên cơ hội để sửa sai. Do đó, nhà quản lý nên tạo dựng một môi trường trong đội nhóm thoải mái, dễ chịu. Dám trao quyền. Nhà quản lý không thể cứ nắm chặt quyền hạn không buông, và một thời điểm thích hợp cần phải thực hiện trao quyền thì phải trao đi. Cho đội nhóm một chút quyền lực có thể kích thích sức sống, tính tích cực và sáng tạo của đội nhóm, sẽ khiến cho các thành viên cảm thấy được tín nhiệm, được tôn trọng, sẽ có cảm giác nhẹ nhàng, từ đó sẽ càng chuyên tâm làm việc. Chi tiết của quản lý. Quản lý đội nhóm rất quan trọng, nhưng nhà quản lý không nên thắt chặt chi tiết. Thành viên đội nhóm cần chỉ đạo, nhưng không ai thích bị quản lý mọi lúc mọi nơi. Cần cho họ một không gian nhất định. Nhà quản lý có thể đặt mục tiêu cho đội nhóm, sau đó buông tay để đội nhóm hoàn thành. Đừng lúc nào, nơi nào cũng nhúng tay vào. Ý thức cạnh tranh. Một đội nhóm ưu tú là đội nhóm có ý thức cạnh tranh, dám tranh đấu, dám xông pha, dám tiên phong so với người khác. Để giữ vững ưu thế trong cạnh tranh, thành viên đội nhóm lúc nào cũng phải thúc giục bản thân, không quên phải học những kỹ năng và lý thuyết mới nhất, làm mới kiến thức và kỹ năng của bản thân, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, nên đón những thử thách càng cam go hơn. Thiết lập chế độ quản lý và chế độ khuyến khích có hiệu quả. Chế độ quản lý có hiệu quả có thể đảm bảo cho đội nhóm luôn giữ vững được trạng thái với hiệu quả cao nhất, cần bao gồm những kỷ luật, trao quyền nghiêm khắc. Chế độ khuyến khích là xây dựng chế độ lương thưởng, chế độ khảo sát và thăng tiến. Có những giải thưởng khi đạt được thành tựu, khi đội nhóm làm sai thì xử phạt hợp lý. Ngoài ra, cần xem xét đến việc đa dạng hóa hình thức khen thưởng, cùng thực hiện khuyến khích về vật chất và tinh thần. Phải cần nắm bắt thời cơ khuyến khích,
như vậy mới có thể đạt được hiệu quả khuyến khích cao nhất. Thành lập đội nhóm không phải là chuyện một sớm một chiều, cho dù tìm được nhân tài ưu tú nhất, cùng hỗ trợ nhất, trong quá trình cũng khó tránh xảy ra các vấn đề. Nhà quản lý cần có thể làm theo tình hình, giải quyết những trở ngại trên bước đường trưởng thành của đội nhóm. Ngoài ra, bản thân nhà quản lý cũng cần tăng cường học tập đội nhóm, nâng cao năng lực quản lý, tránh khỏi tình trạng không thể giải quyết vấn đề của đội nhóm. 6.2.2 Đoàn đội khởi nghiệp mô hình 5P. Đối với nhà khởi nghiệp, thành lập một đội nhóm không chỉ đồng nghĩa với việc sẽ có bạn đồng hành cùng gánh mưa vác gió với mình trên con đường khởi nghiệp, cũng là yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của khởi nghiệp. Trong xã hội thương nghiệp hóa hiện đại, chỉ dựa vào việc nhà khởi nghiệp độc lập một mình không thể thích ứng được với yêu cầu của thời đại. Chỉ khi hợp tác với người khác, thiết lập đội nhóm mới có thể dễ dàng ứng phó được với sự cạnh tranh và thử thách trên con đường khởi nghiệp. Do đó, thành lập đội nhóm trở thành một nhiệm vụ quan trọng của nhà khởi nghiệp. Nhưng thành lập đội nhóm không hề đơn giản. Một mặt do doanh nghiệp khởi nghiệp thiếu vốn, khó có thể cung cấp đãi ngộ ưu việt, do đó rất khó để thu hút nhân tài ưu tú. Mặt khác, do nhà khởi nghiệp thiếu lý luận thành lập đội nhóm, không biết phải bắt tay xây dựng đội nhóm như thế nào. Trên thực tế, trong sự tìm tòi nhiều năm, mọi người sẽ cung cấp mô hình 5P đội nhóm khởi nghiệp. Mục tiêu Purpose bao gồm mục tiêu trước khi thành lập đội nhóm, phải thành lập một đội nhóm và mục tiêu đội nhóm như thế nào, đội nhóm phải làm những gì. Tác dụng của những đội nhóm khác nhau cũng khác nhau. Người sáng nghiệp nên suy nghĩ kỹ trước khi thành lập đội nhóm. Thành lập một đội nhóm loại hình gì, là đội nhóm quan hệ giao tiếp, hay là đội nhóm khắc phục khó khăn, hay là đội nhóm nghiên cứu phát triển. Sau khi thành lập đội nhóm cần có mục tiêu, thành viên đội nhóm cần biết nên làm gì, nên nỗ lực theo phương hướng nào. Không có mục tiêu, đội nhóm sẽ trở thành một đĩa salad, mỗi người riêng biệt, thậm chí tranh đấu lẫn nhau. Mục tiêu là tiền đề để cho thành viên đội nhóm đoàn kết một thể thống nhất. Nhân tài, people. 3 người trở lên là có thể thành lập một tập thể. Khi một tập thể có một mục tiêu chung sẽ trở thành một đội nhóm. Trên một mức độ nào đó, năng lực của đội nhóm và năng lực của thành viên là một tỷ lệ thuận. Do đó, thành lập đội nhóm nên tìm nhân tài thích hợp. Tài nguyên quý giá và khiến cho đội nhóm hoạt động sôi nổi nhất là nhân tài. Mục tiêu của đội nhóm được thực hiện thông qua thành viên đội nhóm. Nhưng trong khi cấu thành đội nhóm, điều cấm kỵ nhất là nhân tài có cùng kỹ năng. Một đội nhóm nên có người nghĩ ra kế sách, có người phụ trách thực hiện, có người phụ trách giao lưu trao đổi, có người phụ trách điều hành. Đội nhóm dựa vào những người phân công thực hiện để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, trong lúc tìm kiếm nhân tài, nên chú ý vào năng lực, kinh nghiệm, sở trường, tính cách nhân tài có bổ sung lẫn nhau không. Tính hỗ trợ bổ sung giữa các thành viên đội nhóm càng mạnh thì càng có lợi với việc thành lập đội nhóm. Định vị đội nhóm, place. Vừa bao gồm định vị của đội nhóm, cũng bao gồm định vị của nhà khởi nghiệp trong đội nhóm. Định vị của đội nhóm là định vị của đội nhóm trong doanh nghiệp khởi nghiệp như thế nào. Thành viên đội nhóm do ai lựa chọn, mục tiêu của đội nhóm là gì, do ai quản lý và đôn đốc đội nhóm. Làm sao để trao quyền cho đội nhóm, dùng phương pháp gì để khuyến khích đội nhóm, người quản lý đội nhóm khuyến khích thành viên như thế nào. Định vị của người khởi nghiệp trong đội nhóm, chỉ nhà khởi nghiệp đóng vai trò gì trong đội nhóm, là nhà quản lý đội nhóm, là người đôn đốc hay là người đánh giá. Người khởi nghiệp có bắt tay trực tiếp vào quản lý đội nhóm hay không, hay là phái người nào đó thực hiện quản lý. Làm sao để xác định được nhà quản lý đội nhóm là chọn từ trong thành viên đội nhóm hay là từ bên quản lý thứ ba ứng tuyển bên ngoài vào. Định vị đội nhóm rõ ràng mới có thể tránh được những vấn đề như tranh chấp, quản lý không rõ ràng phát sinh sau này. Quyền lực, power. Đội nhóm nên có những quyền lực nào? Làm sao để xác định sự lớn bé trong quyền lực? Khi đội nhóm cần nhiều quyền lực, nên đưa ra đề nghị như thế nào? Nên đôn đốc đội nhóm dùng quyền lực như thế nào? Đảm bảo không lãng phí quyền lực. Thông thường, mức độ quyền lực có liên quan đến giai đoạn phát triển của đội nhóm. Giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, đội nhóm càng trưởng thành, quyền lực có được càng nhiều. Ở thời kỳ đầu, người quản lý đội nhóm có quyền lực khá nhiều. Kế hoạch, plan. Kế hoạch ở đây bao gồm phân tích mục tiêu thành những kế hoạch chi tiết, đảm bảo đội nhóm sẽ thực hiện theo như kế hoạch, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch. Phân tích mục tiêu. Việc thực hiện mục tiêu doanh nghiệp không phải một bước mà thành, mà là hoàn thành từng bước một.
phân tích tổng mục tiêu doanh nghiệp thành nhiều mục tiêu nhỏ, sau đó thực hiện những kế hoạch hành động chi tiết, sau đó đưa kế hoạch này cho đội nhóm thực hiện. Đảm bảo đội nhóm sẽ thực hiện theo mục tiêu, đội nhóm làm việc theo kế hoạch thì có thể đảm bảo tiến độ công việc. Thông thường sẽ do nhà quản lý đội nhóm hoặc người khởi nghiệp đôn đốc. Một khi phát hiện đội nhóm có hiện tượng trì hoãn thì có thể chỉnh đốn thêm, tránh trường hợp đội nhóm không thể hoàn thành nhiệm vụ kịp thời, mang lại những tổn thất cho doanh nghiệp. Trên đây chính là mô hình 5P của đội nhóm doanh nghiệp. Nhà khởi nghiệp có thể căn cứ mô hình này để tạo lập đội nhóm doanh nghiệp, biến nó trở thành một trợ thủ đắc lực trên con đường khởi nghiệp của mình. 6.2.3 Những điều cần chú ý của quản lý đội nhóm. Quá trình quản lý đội nhóm có liên quan đến Nhật Bản. Kinh tế Nhật Bản từ những năm 60 của thế kỷ thứ 20 bắt đầu tăng trưởng. Đến những năm 90 của thế kỷ thứ 20, thậm chí có thể sánh ngang với Mỹ. Các thành tựu ở phương diện người máy, máy công cụ đều vượt qua nước Mỹ. Kinh tế của Nhật sở dĩ có thể phát triển là có liên quan đến quản lý đội nhóm. Sau chiến tranh Nhật Bản, ngoài nguồn lực nhân tài, dường như không có bất cứ ưu thế cạnh tranh nào khác. Nhưng doanh nghiệp Nhật Bản lúc nào cũng dấy lên tinh thần tập thể. Đây là một đặc trưng nổi bật của doanh nghiệp Nhật Bản. Toyota Volvo đã sáng tạo việc thu hút đội nhóm vào quá trình sản xuất, tạo nên một chấn động. Nhưng đến nay, quản lý đội nhóm đã rất phổ cập, được các ngành nghề coi là chuẩn mực. Nhưng đội nhóm có thể duy trì được trạng thái đạt hiệu quả cao hay không thì phải xem trình độ của nhà quản lý. Tướng quân vô dụng sẽ giết chết ba quân. Trình độ quản lý của nhà quản lý thấp sẽ cản trở nghiêm trọng sự trưởng thành của đội nhóm. Giống như một hạt giống muốn lớn lên thành một cây cao chọc trời thì cần phải trải qua kỳ hạt giống, kỳ nảy mầm, kỳ cây non, kỳ trưởng thành, kỳ thành thục. Đội nhóm từ không đến có đến thành thục cũng cần phải trải qua thời kỳ kiến thiết, kỳ chấn động, kỳ quy phạm, kỳ thành thục, kỳ giải tán. Đặc trưng phát triển mang tính giai đoạn của đội nhóm quyết định đến việc quản lý đội nhóm cũng là một quá trình từng bước hoàn thiện. Đội nhóm ở những giai đoạn khác nhau tương ứng cũng sẽ có những phương pháp quản lý khác nhau. Kỳ xây dựng là thời kỳ đội nhóm vừa thành lập, thông thường thành lập đội nhóm trong vòng từ 1 đến 3 tháng. Đặc điểm: không hiểu biết về mục tiêu đội nhóm và mục tiêu cá nhân. Thành viên đội nhóm vừa mới quen nên rất xa lạ, không rõ về chức trách của mình trong đội nhóm, không thuộc về quy tắc của đội nhóm. Tính lưu động của nhân viên khá lớn, thường ý lại vào chỉ đạo và quản lý của nhà quản lý. Nhưng giai đoạn này, hiệu quả thành tích của đội nhóm trưởng thành rất nhanh. Kỳ chấn động cũng được gọi là kỳ cọ sát. Thông qua kỳ thành lập, thành viên đội nhóm đã có những hiểu biết lẫn nhau, bước vào thời kỳ cọ sát. Đặc điểm: những vấn đề mà thành viên giấu giếm dần dần bộc lộ. Quan niệm và hành vi cũ và mới giữa các thành viên, nhân viên và môi trường mới xuất hiện các loại mâu thuẫn, tranh chấp. Sĩ khí của đội nhóm khá thấp, khó xử, nhiệt huyết làm việc hạ thấp, thông tin không liên kết, xuất hiện sự hỗn loạn. Quyền của nhà quản lý vẫn chưa được thành lập, không thể lấy được lòng tin của thành viên đội nhóm. Nhưng giai đoạn này, hiệu quả thành tích tăng lên cũng rất nhanh. Kỳ quy phạm. Sau khi đã qua kỳ cọ sát, đội nhóm đã bước vào trạng thái tương đối ổn định, có thể kịp thời tiết lộ thông tin, quyết định rõ ràng, xung đột cũng có thể đạt được sự giải quyết nhanh chóng. Đặc điểm: thành viên đội nhóm sẽ hỗ trợ lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau, giảm bớt hành vi xung đột va chạm, giữ được quan hệ tốt. Nhưng thành viên thường vì để tránh những xung đột mà cất giấu những suy nghĩ thực sự của mình, không phát triển những ý kiến mang tính tranh luận. Kỳ thành thục. Sau khi đã trải qua kỳ quy phạm, thành viên dám biểu đạt suy nghĩ thực sự của mình, dám gánh vác trách nhiệm, tích cực chia sẻ công việc với nhà quản lý, tự tin, nỗ lực làm việc. Đặc điểm: giữa các thành viên rất thấu hiểu và thân thuộc lẫn nhau, hai bên tôn trọng và ủng hộ, lòng tin dâng cao, dám đối mặt với mọi thử thách, ý thức hợp tác tăng lên, có thể phân công hợp tác, phối hợp mật thiết, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Văn hóa, tương lai đội nhóm nhận được sự công nhận của thành viên, hiệu suất công việc được tăng lên đáng kể, kỹ năng làm việc của nhân viên tăng nhanh, thử nghiệm hoàn thành công việc một cách độc lập, đội nhóm duy trì hoạt động hiệu quả cao. Kỳ giải tán là giai đoạn đội viên hoàn thành mục tiêu,
hoặc vì một số nhân tố bên ngoài mà phải giải tán đội nhóm. Mấu chốt quản lý giai đoạn này là làm yên lòng người, xử lý tốt các hạng mục công việc kế tiếp, bao gồm công việc của đội nhóm do ai tiếp quản, bố trí thành viên đội nhóm. 6.3. Quản lý trao quyền, để người khác làm việc cho bạn. Quản lý là một loại nghệ thuật thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ công việc thông qua việc điều phối tính tích cực của người khác. Do đó, là một nhà quản lý không phải việc gì cũng tự làm lấy. Một nhà quản lý sáng suốt hiểu cách phân bố công việc, phân tích những việc mà bản thân không cần tự làm, đạt được mục tiêu, không gì là không thể. Trao quyền chỉ việc lãnh đạo chuyển quyền quyết định cho cấp dưới để có thể hoàn thành mục tiêu của tổ chức. Trao quyền hợp lý giúp ích việc điều hành tính tích cực, tính chủ động của nhân viên, kích thích tính sáng tạo của nhân viên, bồi dưỡng năng lực nhân viên. Ngoài ra, còn có thể khiến nhà quản lý dành ra thời gian để suy nghĩ một số vấn đề quan trọng, chứ không lãng phí thời gian cho những việc vụn vặt. Do đó, là một nhà quản lý nên coi trọng trao quyền, hiểu rõ về kỹ năng và phương pháp trao quyền, chú ý đến những việc mà cần trao quyền, nghiêm túc, mò mẫm, hiểu rõ và vận dụng trao quyền trong thực tế. 6.3.1. Thế nào là trao quyền? Trao quyền là nội dung quan trọng của quản lý, là hành vi lấy người làm đối tượng trao quyền mà cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó cho người khác. Sau đó, người đó sẽ phụ trách hoàn thành nhiệm vụ. Nhà quản lý trao các quyền sử dụng nhân lực, vật lực, tài lực, cân đối, hợp tác, xử lý linh hoạt, kết thúc mà cần thiết để nhân viên hoàn thành nhiệm vụ. Do doanh nghiệp tồn tại những cấp bậc khác nhau, những chức vụ khác nhau, chuyển giao quyền hạn sẽ chịu một sự hạn chế nhất định. Quyền hạn mà người có chức vụ cao có được sẽ khá cao, quyền hạn mà người có chức vụ thấp lại ít hơn. Để có thể hoàn thành một nhiệm vụ nào đó một cách kịp thời, người có chức cao có lúc cần phải phối hợp với người có chức vụ thấp. Điều này dẫn đến việc trao quyền. Trao quyền là nội dung và kỹ năng quan trọng của quản lý. Nhà quản lý nếu có thể thực hiện trao quyền hợp lý, vậy thì mỗi người tham gia đều có thể nhận được lợi ích từ đó. Mặc dù trao quyền có rất nhiều lợi ích, nhưng không hề có nghĩa là nhà quản lý có thể lạm dụng trao quyền. Trong doanh nghiệp, có những việc có thể trao quyền, nhưng có những việc thì không thể trao quyền. Lạm dụng trao quyền sẽ khiến cho bí mật của doanh nghiệp bị tiết lộ, bất lợi trong việc tạo nên uy nghiêm của nhà quản lý. Vậy thì trong doanh nghiệp, những việc gì có thể trao quyền, những việc gì không thể trao quyền? Những việc liên quan đến nguy cơ tốt nhất đừng trao quyền để nhân viên xử lý. Đối mặt với nguy cơ chính là lúc thể hiện năng lực quản lý của nhà quản lý, nên tự mình trấn thủ, thành lập phương án để giải quyết nguy cơ và biện pháp ứng phó. Như vậy có thể giúp làm yên lòng người, giúp xây dựng hình tượng của nhà quản lý. Cứ gặp nguy cơ là trao quyền cho nhân viên đi xử lý sẽ khiến nhân viên hoài nghi về năng lực của nhà quản lý, bất lợi đối với việc xây dựng hình tượng nhà quản lý. 6.3.2. Trao quyền nên chú ý gì? Phân bố quyền lực là môn nghệ thuật liên quan đến dùng quyền và dùng người, là cơ sở để nhà quản lý thực hiện trao quyền. Phương pháp phân bố quyền rất đa dạng phong phú, cho nên trao quyền cũng vô cùng đa dạng. Vừa có thể đơn nhất trao quyền, cũng có thể trao quyền nhiều tầng bậc. Vừa có thể lấy nhiệm vụ để trao quyền, vừa có thể lấy thời gian để trao quyền, vừa có thể trao quyền có điều kiện, vừa có thể lấy mục tiêu để trao quyền. Từ đó hình thành nên tính phức tạp và tính đa dạng trong vấn đề trao quyền. Một khi sai lầm, việc trao quyền sẽ không mang lại tác dụng gì. Cho dù nhà quản lý có thể vận dụng linh hoạt trao quyền, biến hóa tài tình, nhưng muốn có được hiệu quả trao quyền, có một số nguyên tắc không thể thay đổi, nên tuân thủ. Vậy lúc trao quyền nên tuân theo những nguyên tắc nào? Nguyên tắc thủ yếu là trong khi trao quyền cho đối phương những quyền lực quan trọng mà cần thiết cho nhân viên để hoàn thành nhiệm vụ, để đối phương có thể hoàn thành nhiệm vụ kịp thời. Nguyên tắc tương cận, lúc trao quyền cần trực tiếp trao quyền cho nhân viên, chứ đừng trao quyền vượt cấp hoặc trao quyền đa tầng. Ngoài ra, căn cứ vào nhiệm vụ để thực hiện trao quyền, những khâu nhiệm vụ khác nhau nên trao quyền trước cho nhân viên tiếp cận gần dự án nhất để tiện cho nhân viên xử lý công việc trong nhiệm vụ. Nguyên tắc trách nhiệm rõ ràng là lúc trao quyền cần rõ ràng trong trách nhiệm để nhân viên hiểu rõ những nhiệm vụ mà bản thân gánh vác là những gì, cũng như có những quyền hạn gì, tránh xuất hiện hành vi vượt quyền. Nguyên tắc động thái là nguyên tắc động thái mà do môi trường nhiệm vụ, phương thức hoàn thành, địa điểm,
khác nhau nên độ kiên quyết linh hoạt khá cao, gần với tình hình thực tế để hoàn thành nhiệm vụ càng tốt hơn. Thông thường, nguyên tắc động thái có mấy loại phương thức trao quyền dưới đây. Trao quyền điều kiện. Chỉ khi đáp ứng một số điều kiện, nhân viên mới có thể được trao quyền. Khi điều kiện thay đổi, việc trao quyền cũng theo đó mà thay đổi. Ví dụ như, bất cứ khi nào gần đến thời gian hoàn thành, nhà quản lý lại có những việc quan trọng khác cần xử lý. Lúc này, đáp ứng điều kiện trao quyền đã đặt ra, nhân viên có thể thay thế nhà quản lý giải quyết việc này, tránh làm lỡ trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Trao quyền thời gian là trong một khoảng thời gian nhất định, nhân viên có một số quyền, nhưng sau khi thời gian đó qua đi, quyền này sẽ bị thu hồi. Trao quyền công việc là trao quyền cho nhân viên để giải quyết một dự án hoặc một vấn đề nào đó. Đợi đến khi công việc và vấn đề giải quyết xong sẽ thu hồi quyền này. Là một nhà quản lý không thể nắm toàn bộ quyền, cũng không thể có tiếng nói mà không có thực quyền. Do đó, mức độ trao quyền trở thành kỹ năng mà nhà quản lý nên nắm bắt. Nếu muốn hiểu rõ về mức độ trong trao quyền, ngoài việc tuân theo những nguyên tắc ở trên, nhà quản lý phải nên làm tốt sự phân tán và tập trung. Sự phân tán và tập trung là chỉ nhà quản lý phải phân tán quyền, đảm bảo quyền mà nhân viên có được có thể đáp ứng được yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, vừa có thể đảm bảo bản thân có thể thực hiện nắm bắt trên tổng thể. Biến hóa linh hoạt. Trao quyền phải được điều chỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, vận dụng linh hoạt, thay đổi hợp lý. Binh pháp vân. Binh vô thường thế, thủy vô hoàn hình. Năng nhân địch biến hóa như thủ thắng giả, vị chi thần. Dùng binh đánh trận không có cách đánh cố định, nước cũng không có hình dạng cố định. Người có thể căn cứ vào tình hình địch để có thể linh hoạt dùng biện pháp để giành thắng lợi, gọi là dùng binh như thần. Trao quyền cũng như vậy, đừng cố chấp với tình thế cố định nào, phải biến hóa linh hoạt trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc, vận dụng trao quyền có tính sáng tạo. Tầng cấp và mức độ phù hợp. Thông thường, tầng cấp và mức độ có quan hệ tỷ lệ nghịch, cũng chính là tầng cấp càng thấp, mức độ tin tức bị truyền đi sai lệch càng thấp. Tầng cấp càng nhiều, mức độ tin tức bị truyền đi sai lệch càng cao, sẽ đem lại những khó khăn cho nhà quản lý. Có lúc vì mức độ quá lớn, tầng cấp quá nhỏ cũng không có lợi cho quản lý. Đặc biệt là khi đối mặt với những việc đột xuất, nhân viên không thể quyết đoán thực hiện xử trí. Do đó, đối với nhà quản lý, bố trí hợp lý tầng bậc và mức độ là điều cần thiết. Dám trao quyền. Có một số nhà quản lý khi trao quyền cứ cân nhắc lên xuống. Một mặt là do nhân viên không có năng lực tương ứng, mặt khác lại lo lắng trao quyền sẽ đem lại kết quả không tốt. Nhưng là một nhà quản lý, khi cần dứt khoát thì phải dứt khoát, nếu không sẽ tạo nên nhiễu loạn, phải dám trao quyền. Dám gánh vác. Trao quyền không phải là một việc cứ giao quyền là được, mà cần phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Có thể phát hiện nhân tài thích hợp và trao một số quyền nhất định cho người đó là nội dung quản lý quan trọng của nhà quản lý, là nhân tố quan trọng quyết định sự thành bại trong vận hành của doanh nghiệp. Trao quyền cho nhân tài thích hợp mới có thể thực hiện chức trách thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Trên đây là những việc cần chú ý của nhà quản lý khi trao quyền. Vừa phải tuân thủ nguyên tắc, vừa phải chú ý đến chi tiết để trao quyền có thể mang lại sự hỗ trợ nâng cao cho hiệu quả quản lý. 6.3.3 Phương thức trao quyền thường dùng. Trong Thập Nhất Vương Bá, Tôn Tử nói: Minh chủ hiếu yếu, ám vương hiếu tường. Chủ hiếu yếu tắc, bách sự tường. Chủ hiếu tường tắc, bách sự hoang. Nghĩa là người chủ sáng suốt, giỏi nắm bắt trọng điểm. Người chủ tầm thường thì thích nắm bắt mọi chuyện, giỏi nắm chuyện lớn thì mọi việc sẽ thông suốt rõ ràng. Thích nắm mọi chuyện thì kết quả mọi chuyện sẽ hỏng. Do đó, đối với nhà quản lý không cần phải tự mình làm mọi việc, mà phải học cách trao quyền. Làm nhà quản lý chỉ cần nắm bắt trọng điểm, nắm bắt từ tổng thể, từ vĩ mô, hiểu biết đại khái là được. Những chuyện vặt vãnh cụ thể có thể sử dụng cách thức trao quyền để giao cho nhân viên xử lý. Do đó, nhà quản lý cần nắm bắt phương thức trao quyền. Những cách thường gặp có mấy loại dưới đây. Cách trao quyền mục tiêu là phương pháp nhà quản lý căn cứ vào mục tiêu để trao quyền cho nhân viên, để nhân viên thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hoặc giải quyết vấn đề. Doanh nghiệp có mục tiêu phát triển, mục tiêu chiến lược của bản thân. Những mục tiêu này chỉ dựa vào nhà quản lý thì rất khó để hoàn thành, còn cần sự giúp đỡ và ủng hộ của nhiều nhân viên. Nhà quản lý nên tiến hành phân tích mục tiêu trước, sau đó tìm nhân viên thích hợp hoàn thành
và cho họ quyền lực nhất định để hoàn thành nhiệm vụ phân tích mục tiêu. Cách trao quyền này có thể tránh được sự trao quyền mù quáng hoặc giảm bớt những hành vi không đúng đắn xảy ra khi trao quyền. Phương pháp trao quyền đầy đủ và không đầy đủ. Lúc trao quyền, cần căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, linh hoạt quyết định sẽ là trao quyền đầy đủ hay không đầy đủ. Trao quyền đầy đủ là giao toàn bộ quyền lực cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ cho nhân viên, cho phép nhân viên hoàn thành nhiệm vụ một cách sáng tạo. Trao quyền không đầy đủ là sau khi nhân viên thâm nhập điều tra, nộp lên báo cáo và phương án tương ứng cho nhà quản lý. Sau khi nhà quản lý kiểm tra báo cáo và phương án, sẽ quyết định có thực hiện theo báo cáo và phương án hay không. Phương pháp trao quyền dần dần. Tiền đề của trao quyền là nhà quản lý hiểu về năng lực và trình độ của nhân viên được trao quyền, tin tưởng thông qua việc trao quyền mà nhân viên đó có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi nhà quản lý không hiểu rõ về năng lực, sở trường, thế mạnh của nhân viên, hoặc không có ví dụ trước đó để tham khảo, tình huống này thích hợp với phương pháp trao quyền dần dần. Phương pháp cụ thể là cứ để cho nhân viên đảm nhận các chức vụ như trợ lý, đại diện trước, dùng thử trước, khảo sát một thời gian, đợi người quản lý hiểu rõ về năng lực, sở trường của nhân viên, phù hợp với điều kiện trao quyền thì có thể thực hiện trao quyền. Phương pháp trao quyền này khá ổn thỏa, vừa có thể tránh được việc nhà quản lý dùng người không thích hợp, vừa có thể tránh xuất hiện tình hình lạm dụng trao quyền, đồng thời cũng có thể khuyến khích tính tích cực và tính sáng tạo của nhân viên, có thể được gọi là nhất cử lưỡng tiện. Phương pháp trao quyền khống chế cũng được gọi là phương pháp trao quyền hợp nhất. Nhà quản lý sẽ phân tích nhiệm vụ hoặc chức vụ quan trọng thành nhiều bộ phận, trao quyền cho nhiều nhân viên để giữa các nhân viên có được sự khống chế lẫn nhau, đôn đốc lẫn nhau, tránh xuất hiện chỗ sơ suất. Lợi ích của phương pháp này là khiến cho các nhân viên đôn đốc kiểm tra lẫn nhau, đồng thời nhà quản lý cũng có thể giám sát thực tế, sớm phát hiện được sơ suất trong công việc, nhanh chóng giải quyết, hoàn thành công việc càng tốt và thuận lợi. Phương pháp trao quyền tính co giãn. Trao quyền tính co giãn cũng được gọi là trao quyền động thái. Chỉ trong những giai đoạn khác nhau của nhiệm vụ, sử dụng những phương pháp hoặc hình thức trao quyền khác nhau để trao quyền với những mức độ khác nhau. Phương pháp trao quyền này thích hợp trong tình huống nhà quản lý không hiểu biết về năng lực của nhân viên hoặc môi trường khá phức tạp. Ví dụ, nếu kỹ năng nhân viên không đủ, có thể sử dụng phương pháp trao quyền co giãn, giao cho nhân viên những công việc mang tính thử thách không định kỳ, huấn luyện kỹ năng của nhân viên, đồng thời ủng hộ và giúp đỡ nhân viên, chỉ ra những thiếu sót và khuyết điểm của người đó trong công việc, đồng thời đưa ra hướng chỉ đạo giúp đỡ nhân viên hoàn thành những công việc mang tính thử thách này. Đây là một loại phương pháp để đào tạo nhân tài. Khi trao quyền co giãn, nên chú ý phương thức và thời gian trao quyền, cần phải khống chế quyền lực trong một phạm vi hợp lý, lấy việc thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ làm tiêu chuẩn cơ bản, không thể trao quyền quá mức, cũng không thể thấp hơn mức tiêu chuẩn cơ bản. Khi thay đổi trao quyền, cần giải thích với nhân viên, nhận được sự thấu hiểu và phối hợp của nhân viên. Phương pháp trao quyền phong phú đa dạng, nhà quản lý cũng có thể căn cứ vào tình hình thực tế để thay đổi linh hoạt, lấy việc thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ và năng lực của bản thân nhân viên làm điểm xuất phát để trao quyền. Đồng thời, nhà quản lý cũng phải hết sức với trách nhiệm đôn đốc của mình. Khi phát hiện nhân viên không thể thích ứng với việc trao quyền, thì phải quyết đoán sử dụng phương pháp để tránh bị tổn thất. 6.4. Quản lý khuyến khích, bí kíp để khiến nhân viên tự động tự giác làm việc. Trong Thái Công Lục Thao, Văn Thao, Thưởng Phạt có viết: dụng thưởng giả quý tính, dụng phạt giả quý tất. Trao thưởng quan trọng nhất là giữ chữ tính, thực hiện hình phạt quan trọng nhất là kiên quyết chấp hành. Trong Hàn Phi Tử có viết: tính thưởng tất phạt, kỳ túc dĩ chiến. Ý là có công ắt có thưởng, có lỗi ắt bị phạt. Như vậy thì binh sĩ mới có thể xông lên chiến trận đánh địch. Thưởng phạt mà trên đây nhắc tới chính là một biện pháp khuyến khích, cũng là phương pháp khuyến khích được sử dụng phổ biến nhất. Bản chất của quản lý là khuyến khích. Khuyến khích là công tắc của hành vi, có nghĩa là bạn bấm công tắc như thế nào sẽ dẫn đến hành vi như thế. Nếu như tìm hiểu kỹ càng những bậc thầy quản lý thành công, sẽ phát hiện mấy bậc thầy quản lý này có chung một đặc điểm, đó là giỏi khuyến khích. Muốn trở thành một nhà quản lý bậc nhất thì phải trở thành bậc thầy khuyến khích hạng nhất. Làm sao để khuyến khích tiềm năng của nhân viên?
làm sao để nâng cao hiệu suất doanh nghiệp, làm sao duy trì sức cạnh tranh của doanh nghiệp, làm sao để khuyến khích tính tích cực của nhân viên. Đáp án chính là khuyến khích trong quản lý. Doanh nghiệp ưu tú đều thiết lập một cơ chế khuyến khích mang tính hệ thống, bao gồm các phương thức khuyến khích như khuyến khích về vật chất, khuyến khích về tinh thần, thăng chức, dự án trách nhiệm, khuyến khích nhân viên tự động tự giác, phát huy tinh thần của người làm chủ, hiện thực hóa những thắng lợi đôi bên trong công việc của doanh nghiệp và cá nhân nhân viên. 6.4.1 Thế nào là quản lý khuyến khích? Theo lý thuyết nhu cầu của nhà tâm lý xã hội Mỹ Abraham Maslow, nhu cầu của con người phân tầng bậc, đồng thời phân chia từ thấp đến cao. Maslow chia nó làm 5 tầng bậc, được thể hiện dưới biểu đồ dưới đây. Tầng thấp nhất là nhu cầu sinh lý. Sau khi nhu cầu sinh lý được thỏa mãn, con người mới có thể có những nhu cầu tầng cao hơn, cũng chính là nhu cầu an toàn. Sau đó là nhu cầu kết bạn và tình cảm, nhu cầu tôn trọng, nhu cầu tự thực hiện. Trong đó, nhu cầu tự thực hiện là nhu cầu cao nhất của con người. Khuyến khích chính là cơ sở để thành lập nhu cầu của con người. Khuyến khích là quá trình tâm lý dùng phương pháp hoặc biện pháp nào đó để khuyến khích động lực và động cơ nội tại của con người, khiến người ta có thể giữ vững được trạng thái tích cực, từ đó mà nỗ lực làm việc một cách tích cực, tự động và tự giác hoàn thành mục tiêu. Lý thuyết khuyến khích là thông qua sử dụng biện pháp có hệ thống quản lý, hiện thực hóa quá trình nhân viên tận tâm tận lực đối với doanh nghiệp, với công việc. Thông thường, mức độ hiệu suất công việc có móc nối với mức độ khuyến khích. Mức độ khuyến khích càng cao thì nhân viên sẽ tích cực đối diện với công việc và trách nhiệm, gặp khó khăn sẽ nghĩ cách giải quyết. Ngược lại, mức độ khuyến khích thấp thì không thể cổ động nhân viên, không thể khơi dậy động lực và động cơ bên trong của nhân viên. Nhân viên chỉ có thể làm việc một cách bị động, gặp khó khăn sẽ không tích cực nghĩ cách để giải quyết. Quản lý khuyến khích sẽ được vận dụng trong quá trình quản lý, tình hình của doanh nghiệp khác nhau, do đó mà hình thành nên những phương thức khuyến khích đa dạng và nội dung khuyến khích phong phú. Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp đều rất coi trọng nhân tài, trọng dụng nhân tài, nghĩ cách để giữ lại nhân tài. Trong đó phương pháp thường dùng nhất là dùng phương pháp khích lệ. Ví dụ như doanh nghiệp nước Mỹ thường sử dụng một số nhân tài ưu tú một cách phá cách, cho họ quyền lực khá lớn, khuyến khích họ bắt tay làm, cho các nhân tài ưu tú một số cổ phần nhất định, cho nhân tài càng nhiều sự khuyến khích phúc lợi, cho nhân tài một mức lương đầy thu hút. Giữ lại nhân tài và nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên là nội dung quan trọng mà nhà quản lý cần thực hiện quản lý. Khích lệ tính tích cực, tính sáng tạo của nhân viên trong công việc, tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp có thể xuất kích từ trong cạnh tranh thị trường khốc liệt, duy trì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn khích lệ tính sáng tạo của nhân viên phải tạo ra một môi trường lành mạnh cho nó, tạo ra một môi trường thoải mái kích thích sáng tạo, tích cực đi lên và không khí năng động tìm tòi. Thiết lập cơ chế khen thưởng có hiệu quả, khen thưởng những nhân viên có đóng góp to lớn trong công việc, phạt những nhân viên phạm lỗi sai nhiều lần trong công việc, đẩy mạnh xây dựng cơ chế cạnh tranh nội bộ, khơi dậy cạnh tranh lành mạnh giữa nhân viên. Thực ra, đây cũng có thể xem như phương thức khuyến khích, cổ vũ nhân viên chủ động tự giác nắm bắt tri thức mới, kỹ năng mới, dùng lý thuyết và kỹ năng tiên tiến để trau dồi bản thân. Đối với doanh nghiệp, khuyến khích có những lợi ích gì? 6.4.2 Phương thức khuyến khích thường dùng. Công dụng thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí. Nhà quản lý muốn vận dụng tốt phương pháp khuyến khích thì đầu tiên phải nắm bắt phương thức khuyến khích, sau đó linh hoạt vận dụng, từ đó phát huy tác dụng. Qua sự nghiên cứu trong nhiều năm, con người dần dần tổng kết được rất nhiều phương pháp khuyến khích hiệu quả. Trong đó, những phương pháp khuyến khích thường dùng là khuyến khích mức lương. Mức lương bao gồm tiền lương, tiền thưởng, tiền bảo hiểm là khoản báo đáp lao động của doanh nghiệp dành cho nhân viên. Hiểu theo nghĩa rộng, mức lương bao gồm mức lương cơ bản, mức thưởng, mức lương kèm theo và phúc lợi. Mức lương là một khoản báo đáp mà doanh nghiệp dành cho nhân viên, là một loại công nhận của doanh nghiệp đối với năng lực của nhân viên. Đồng thời, con người cho rằng công việc là một trong những biểu hiện cho giá trị của con người. Nhân viên có thể đạt được cảm giác thỏa mãn từ mức lương. Mức lương trở thành tiêu chuẩn định lượng mức độ thành tích công việc và năng lực của nhân viên. Có lương, nhân viên mới có thể có được những vật phẩm cần thiết trong cuộc sống, thỏa mãn nhu cầu sinh sống, nhân viên có cảm giác an toàn,
mới có động lực để làm việc với chức vụ của mình. Nếu không thì nhân viên sẽ cân nhắc đến những công việc khác có lương cao hơn. Do đó, mức lương cũng ảnh hưởng đến tính tích cực và tính sáng tạo của nhân viên. Khi mức lương phù hợp với mong đợi của nhân viên, anh ta sẽ tự động và tự giác làm việc, nghĩ cách để mau chóng hoàn thành công việc, nâng cao thành tích công việc. Do biểu hiện càng xuất sắc, anh ta sẽ được thăng chức, sau đó có được mức lương càng cao hơn, thể hiện cảm giác thỏa mãn và niềm vui khi được thể hiện giá trị bản thân, từ đó càng chăm chỉ hoàn thành công việc. Do đó, khi doanh nghiệp đưa ra mức lương, nên thể hiện được tác dụng khuyến khích đó. Ví dụ như thiết kế lương thành tích chiếm 20% toàn bộ mức lương. Khuyến khích mục tiêu là việc sử dụng các phương pháp thiết lập mục tiêu để tăng động lực của con người, thúc đẩy con người hành động, khiến cho người được quản lý có thể đồng nhất giữa mục tiêu cá nhân và mục tiêu doanh nghiệp, kích thích tính tích cực, tính chủ động của người được quản lý, từ đó nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng công việc, khiến người được quản lý nhanh chóng hoàn thành công việc. Nhà quản lý sẽ phân tích mục tiêu của doanh nghiệp, cụ thể đến từng bộ phận, từng mục tiêu cụ thể của nhân viên, móc nối mục tiêu của cá nhân nhân viên và mục tiêu của doanh nghiệp. Khi sử dụng phương thức khuyến khích này, nên chú ý những điểm sau. Khuyến khích quyền lực là phương thức khuyến khích mà người quản lý trao quyền cho nhân viên, khơi dậy tiềm năng của nhân viên, nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên. Trong doanh nghiệp, sau khi nhân viên được trao quyền, sẽ cảm nhận sâu sắc được trách nhiệm to lớn của mình, sẽ vì giành được quyền lực mà nảy sinh cảm giác tự hào và tinh thần trách nhiệm. Từ đó mà nhân viên càng nỗ lực làm việc, nhiệt tình làm việc. Khuyến khích thăng tiến là phương thức khuyến khích mà nhà quản lý thăng chức cho nhân viên từ chức vụ thấp lên chức vụ cao, trao cho nhân viên quyền lực, trách nhiệm và lợi ích. Mức độ thăng chức giúp đỡ doanh nghiệp tuyển chọn nhân tài, cũng có thể dùng để khơi dậy tính sáng tạo của nhân viên, khiến nhân viên thấy được tương lai có thể có cơ hội phát triển, do đó mà càng nỗ lực làm việc. Thiết lập chế độ thăng chức giống như là đặt một chức vụ cao trước mặt nhân viên, nói với nhân viên đạt được điều kiện gì là có thể thăng chức, kích thích nhân viên nỗ lực làm việc, khơi dậy tiềm năng của nhân viên, đạt được mục tiêu khuyến khích. Thông thường, chế độ thăng chức bao gồm 3 bộ phận dưới đây. Chế độ thăng chức nên được thiết lập song phương, có nghĩa là có hướng đi lên cũng có thể theo hướng đi xuống, phù hợp với điều kiện sẽ được thăng chức. Không thể đáp ứng được yêu cầu của chức vụ hoặc thành tích công việc thì sẽ bị giáng chức với mức độ phù hợp. Khuyến khích cạnh tranh. Con người đều có tâm lý cạnh tranh hiếu thắng. Kích thích cạnh tranh chính là phương pháp lợi dụng tâm lý đó để đạt được tác dụng khuyến khích, thuộc về phương pháp khuyến khích hành vi. Nhà quản lý thành lập cơ chế cạnh tranh trong nội bộ doanh nghiệp để nhân viên cạnh tranh lành mạnh, khơi dậy tính tích cực, ý thức ganh đua dẫn đầu, nâng cao sức sống của doanh nghiệp. Nhưng cạnh tranh nội bộ sẽ dẫn đến những va chạm và xung đột xảy ra giữa đội nhóm, bộ phận và nhân viên, khiến cho áp lực của nhân viên tăng lên, ép chặt tính sáng tạo của nhân viên, hiệu quả giảm sút. Do đó, khuyến khích cạnh tranh phải sử dụng cẩn trọng. Khuyến khích tấm gương. Chỉ việc nhà quản lý thành lập một tấm gương trong các nhân viên, thông thường là người có được thành tích xuất sắc, có biểu hiện đột phá trong khi thực hiện mục tiêu cá nhân hoặc tập thể, sau đó biểu dương cũng như là cho người đó một đãi ngộ cao, kêu gọi nhân viên học tập, đạt được mục đích khuyến khích nhân viên. Sử dụng phương pháp khuyến khích này, đầu tiên phải thành lập tấm gương, sau đó phải tuyên truyền rộng rãi thành tích đột phá hoặc sự tích cực tiên phong của tấm gương. Cuối cùng đánh giá cao tấm gương, trả thù lao hậu hĩnh để các nhân viên khác ngưỡng mộ, tăng động lực học hỏi của nhân viên, từ đó đạt được hiệu quả khuyến khích. 6.4.3 Những điều cần chú ý khi khuyến khích. Đối với nhà quản lý, làm sao để nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên là nội dung quan trọng trong quản lý. Làm sao để khuyến khích đối với nhân viên lại là một vấn đề hóc búa đối với nhà quản lý. Mà khuyến khích liên quan đến hiệu suất làm việc của nhân viên, hiệu suất làm việc liên quan đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thậm chí quyết định sự thành bại sinh tồn của doanh nghiệp. Theo điều tra chỉ ra, đa số nhân viên chỉ cần phát huy khoảng 20% năng lực là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như nhà quản lý có thể thông qua phương thức khuyến khích thì có thể khiến nhân viên phát huy 80% năng lực, thành tích của nhân viên sẽ tăng rõ rệt. Mà thành tích nhân viên tăng lên sẽ rất có lợi để tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Khuyến khích liên quan đến quyền lực và lợi ích của nhân viên, do đó trong quá trình sử dụng cần cẩn trọng, tuân thủ theo nguyên tắc sử dụng khuyến khích. Vậy thì nhà quản lý nên tuân thủ những nguyên tắc nào trong khi khuyến khích?
Trong khuyến khích thực tế, nhà quản lý luôn gặp phải một số vấn đề, ví dụ như khuyến khích không kịp thời, không thích hợp, phương thức khuyến khích không thích đáng, khuyến khích thiếu tính liên tục, coi thường khuyến khích. Đặc biệt là có một số khuyến khích không hiệu quả đã không mang lại tác dụng gì, ngược lại còn gây ra hiện tượng phân tán lòng người, chảy máu chất xám. Để đạt được hiệu quả khuyến khích tích cực, nhà quản lý nên chú ý những điều sau trong khi quản lý. Trên thực tế, do môi trường của các doanh nghiệp khác nhau, đối mặt với những nhân viên khác nhau, nhu cầu khác nhau, do đó cần nhà quản lý phải càng vận dụng linh hoạt các biện pháp căn cứ vào tình hình thực tế để xem xét tình hình cụ thể mà sáng tạo, để có thể đạt được hiệu quả khuyến khích cao nhất.